Ban đầu tôi cho rằng thứ mà Dương Gia Hân chọc giận chỉ là một con quỷ nhỏ bình thường. Không ngờ thứ chị ta thờ cúng lại là một con yêu tinh. Nhưng chỉ có thần chú của kẻ đã phong ấn con yêu tinh kia mới có thể ngăn chặn nó hại người. Vì vậy mà tôi chỉ đành bảo Dương Gia Hân lừa Hắc Long Vương tới Yên Bắc để lấy được câu thần chú và phong ấn con yêu tinh kia lại. Khi Dương Gia Hân đến sân bay đón Hắc Long Vương, tôi liền dẫn theo Bát Gia đến trốn trước trong biệt thự của Dương Gia Hân. Trong thời gian chờ đợi, Bát Gia và tôi đã thảo luận cách đối phó lão giả đó. Khi đối phó với Hắc Long Vương thì chú hộ tử sẽ là người dẫn đầu. Nhưng không ngờ cái lão giả Hắc Long Vương này lại vội vàng như vậy. Mới cùng Dương Gia Hân đến biệt thự không bao lâu, lão ta đã vòng tay qua eo cô rồi đi vào phòng. Thấy Dương Gia Hân sắp gặp nạn, chú hộ tử lập tức xông lên đạp cửa, hét lên: "Lão già này từ đâu chui ra đây? Vậy mà dám động vào người phụ nữ của ta, sống chán hay gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Nhưng Dương Gia Hân đã nhanh chóng phản ứng. Ngay lập tức chị ta nhìn chú hổ tử nói: "Anh hổ, sao anh lại tới đây? Ta không tới thì em leo giường với lão già này à? Là ta không thỏa mãn được em hay sao? Vậy mà lại đi tìm một lão già như này, tám cắm sừng ta, xem ra hôm nay ta phải đánh chết đôi gian phu dâm phụ các người." Nói xong, chú hổ tử liền quát một tiếng, chú lao thẳng về phía tên Hắc Long Vương. Tuy nhiên, Hắc Long Vương là một người tu hành, chú hổ tử đối phó với người bình thường thì được. Lúc này tên Hắc Long Vương kia liền chặn đòn tấn công của chú hổ tử. Sau đó, lão ta đấm chú hổ tử bay xa vài mét. Thấy vậy, tôi liền xuất hiện tiếp sức cho chú hổ tử. Đòn của Hắc Long Vương thật tàn nhẫn, chú hổ tử bị đánh đến mức mũi chảy bao nhiêu là máu, cả người yếu ớt. Lúc này, Hắc Long Vương hung ác nói với Dương Gia Hân: "Được lắm cô Dương, lừa tôi à, vậy cô đợi cái chết đi nhé." Nói xong, tên Hắc Long Vương liền rời đi. Ngay lập tức tôi trực tiếp cầm thanh kiếm thắng tà chặn trước mặt ông ta. Mà lúc này hai tên vệ sĩ của ông ta nghe thấy tiếng động cũng bao vây lấy tôi, dồn tôi và chú hộ tử ở giữa. Sau đó, một trong những người đàn ông mặc đồ đen hỏi: "Sư phụ, chuyện gì vậy? Xử lý hai tên này đi, rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng ta bị lừa rồi, bị con đàn bà này chơi một vố rồi." Lúc này tôi mới biết, hóa ra người mà Hắc Long Vương dẫn theo là đồ đệ của lão. Hai tên đồ đệ sau khi nghe lệnh của Hắc Long Vương, ngay lập tức bọn họ cầm pháp khí tấn công tôi. Ấy vậy, tôi lập tức đánh một nhát kiếm ép bọn chúng lùi lại. Sau đó tôi đẩy chú hổ tử ra khỏi cửa và nói: "Chú hổ tử, chú tìm nơi đó đợi cháu, cháu sẽ giải quyết bọn chúng." Ngay sau đó tôi xoay người nghênh chiến với hai tên đồ đệ cai. Lúc này Bát Gia cũng đã bay đến cầu thang, ông ấy đậu trên lan can nhìn chúng tôi. Dưới sự quan sát của Bát Gia, tôi đối phó với đám người này càng khí thế. Có ông ấy bên cạnh, chắc chắn tôi sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này tôi chém mạnh vào một tên áo đen. Sau đó nhân lúc hắn ta né tránh, tôi liền xuất chiêu đánh trúng vào mông hắn. Lập tức hắn bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tôi thi triển thần tiêu cửu lý dịch chuyển đến đằng sau tên còn lại. Tôi túm cổ hắn rồi ném xuống tầng 1. Thấy vậy tôi mỉm cười và nói: "Sao yếu đuối thế, đến đây cả hai nhào lên đi, để tôi tặng hai người hai chiêu." Kể từ sau khi tôi ăn viên đan của sát yêu ma kia, tu vi của tôi đã nâng cao lên rất nhiều, cũng được gọi là cao thủ. Tôi cảm thấy hơi bị coi thường khi chiến đấu với loại nhãi nhép này. Không ngờ sau khi nói xong câu này, hai đồ đệ của Hắc Long Vương đột nhiên bấm tay, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Không lâu sau, xung quanh bọn chúng có một luồng sát khí màu đỏ vô cùng quỷ dị. Tôi cảm thấy nó hơi giống yêu khí. Trước đây sau khi nghe Dương Gia Hân kể về tên Hắc Long Vương xong, tôi đã trở về điều tra một chút, thì tôi nghe nói trong nhà lão gì đó có thờ cúng một con rồng đen. Lúc đó tôi nghĩ Hắc Long này có lẽ có môn đạo, bây giờ xem ra có lẽ là yêu vật. Chính lúc này hai người bọn họ thông qua bí pháp nào đấy mà được mượn được sức mạnh của yêu vật. Luồng khí trên người bọn họ mạnh hơn nhiều so với trước đó. Nhìn cảnh này tôi cũng không hoảng, vừa hay tôi có thể thử uy lực của băng phách khi bọn họ cầm pháp khí xông về chỗ tôi một lần nữa. Lúc này tôi trực tiếp kích hoạt thanh kiếm thắng tà. Đột nhiên một luồng băng cuồn cuộn xuất hiện trên mặt đất, trực tiếp đóng băng hai chân một người. Hắn không kịp phanh lại, ngay lập tức theo quán tính mà ngã xuống. Mà tên còn lại thấy đồng đội ngã xuống đất, liền tức giận mắng một tiếng rồi cầm dao lao về phía tôi. Lúc này tôi lấy gương long hổ ra, vừa lùi về phía sau vừa nói: "Tiểu Hải Đường, ra ngoài làm việc nào, thể hiện sức mạnh của cô cho tôi xem nào." Nhìn tên áo đen lao nhanh đến, bây giờ tôi hét thật to: "Lão già Thái Lẻn, bố mày gọi mày, mày dám trả lời không?" Ngay khi tôi vừa nói xong, trong chiếc gương long hồ đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng, chốc lát bao vây lấy tên áo đen. Tên áo đen lập tức dừng lại, hai mắt ngây dại, sau đó ngã thẳng ra đất. Rõ ràng Tiểu Hải Đường đã thành công kéo linh hồn của hắn vào trong gương. Phải nói rằng đòn này rất ác liệt, tôi không cần động tay để đối phó với đám nhãi nhép này mà đã có thể dễ dàng thu phục chúng. Nhưng chính vào lúc này Hắc Long Vương đột nhiên xuất hiện đằng sau tôi, ông ta nói: Không ngờ con điếm đấy lại tìm cao thủ đến đối phó với ta." Lúc này tôi liền cất gương long hổ đi cảnh giác nhìn ông ta. Khí xung quanh người ông ta bấy giờ khác hoàn toàn so với trước.
Hai con mắt ác độc nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Nhưng có bát gia ở đây tôi đích sợ lão. Vì vậy tôi liền trả lời, ác giả ác báo, hôm nay ông ngỏm ở đây cũng đáng tội lắm. Ông không chỉ lợi dụng yêu tinh hại người, mà còn ham tiền, háo sắc tống tiền. Ông cho rằng ở Trung Quốc chúng tôi không có người xử lý được ông sao? Đám người này cả ngày làm bộ làm tịch, ăn mặc ít vải liền kiếm được một đống tiền. Ta đây chỉ là lấy một chút thôi thì làm sao? Dựa vào cái tên nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi mà cũng đòi đối phó với ta. Lát nữa ta sẽ đánh gãy toàn bộ xương của ngươi, xem ngươi còn khí thế như bây giờ không? Khinh nhé, ông không biết xấu hổ à? Hắc Long Vương ông thì sao chứ? Ông đã từng nghe quỷ vương trong Rechata và Nava của Hắc Thủy Thánh Linh chưa? Hai bọn họ đều bị tôi dẫn người tới giết sạch đấy. Ông dù có lợi hại thì cũng không thể lợi hại bằng hai bọn họ. Nghe xong sắc mặt Hắc Long Vương đột ngột biến sắc, ông ta nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. Sau khi phát hiện bây giờ chỉ có tôi và ông ta thì lão mới yên tâm chút. Rõ ràng ông ta đã phớt lờ bác gia đang đậu trên tay vịn. Nhưng tôi đoán không ai có thể biết được, một con chim trông bình thường vậy mà lại là một siêu cao thủ. Sau khi Hắc Long Vương thấy xung quanh không còn ai khác, ông ta không nói nhiều, trực tiếp xoay người tóm lấy tôi. Thấy vậy tôi cầm thanh kiếm thắng tả nghênh chiến với lão. Hắc Long Vương cũng không né tránh như tên sát chết kia, mà ông ta một tay tóm lấy thanh kiếm của tôi. Ngay lập tức thanh kiếm thắng tả sản sinh ra một lực hút vô cùng lớn, nó không ngừng ngấu nghiến khí đen quấn trên tay ông ta. Thấy vậy Hắc Long Vương kinh hãi vội vàng buông kiếm thắng tả ra. Sau đó ông ta dựa vào tốc độ nhanh nhạy của mình mà né đòn của tôi. Sau khi ông ta nhanh chóng tích tụ tà khí trong tay, ông ta liền vươn móng vuốt một lần nữa túm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ trên tay ông ta. Ngay lập tức tôi liền thi triển pháp thần tiêu cửu lý né khỏi phạm vi tấn công của ông ta. Nhưng tên Hắc Long Vương có lẽ vừa rồi khi chiến đấu, lão đã có phòng bị với tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng khí không rõ ràng, còn thần tiêu cửu lý thì lại không thể thi triển được. Ấy vậy tôi đành chặn thanh kiếm thắng tả trước ngực. Ngay lập tức tôi cảm thấy một lực vô cùng mạnh, chớp mắt tôi bị thôi bay ra ngoài. Lúc này Hắc Long Vương cười nói, còn nói người giết quỷ vương trong Rechata và Nava à, dựa vào chút năng lực còn con của người mà dám bóp phét trước mặt ta à. Đi chết đi, nó xong tên Hắc Long Vương lại xông tới tôi một lần nữa. Ngay khi hắn sắp đến gần tôi trực tiếp bắn ra ba nhát dao. Tôi cho rằng nhân lúc ông ta không chú ý lén đánh úp thì có thể thành công. Nhưng vào lúc quan trọng, tên Hắc Long Vương đó lại cảm nhận được sức sát thương khủng bố của ba con dao mà tôi bắn ra. Ông ta đột nhiên chặn tay trước mặt, cố gắng chặn mấy con dao, nhưng ông ta vẫn bị mấy nhát dao đó đẩy lùi một đoạn, mới để cho tôi chút thời gian điều chỉnh lại hơi thở. Lúc này Hắc Long Vương hơi kinh ngạc nói, nhỏ tuổi mà thủ đoạn nhiều gớm, ngươi còn chiêu nào chưa ra? Tôi đây còn nhiều chiêu lắm, lát ông sẽ biết thôi. Nói rồi tôi liếc nhìn sang chỗ bát gia, ai biết được ông ta lại đang ngủ gật trên lan can. Đúng là bát gia tốt của tôi ở đây thì bị người ta đánh, ông ta lại còn ngủ ngon lành. Nhưng trong lòng tôi cũng biết, bát gia muốn tôi dùng tên Hắc Long Vương này luyện tập, đợi tôi không đánh nổi nữa thì ổng mới ra tay. Nghĩ đến đây tôi lại cầm thanh kiếm thắng tả lên, tôi muốn thúc đẩy linh lực đến trình độ cao nhất, rồi tôi xông về phía tên Hắc Long Vương kia. Lần này tôi không dễ dàng bị ông ta đẩy lùi nữa, mà tôi tiếp ông ta mười mấy chiêu. Khi tôi nắm được sơ hở của ông ta, đập mạnh một đòn vào bụng lão, thì tôi phát hiện lão ta vậy mà đứng bất động nguyên một chỗ. Khi tôi định đánh một lần nữa thì tà khí trên người lão đột nhiên trở lên dữ dội. Giây sau một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một nắm tay to hơn cả cái nồi đất chưa? Chỉ cần một cú đấm có thể đánh bay một con hổ đông bắc nặng 400 kg. Sau khi tôi liều mạng đấu với Hắc Long Vương mười mấy chiêu, tôi không dễ dàng gì nắm bắt được sơ hở của lão để chiếm thế thượng phong. Không ngờ Hắc Long Vương còn có một chiêu ghê gớm hơn chưa ra. Ngay khi tôi chuẩn bị dùng thanh kiếm gỗ tả tiến lên chiến đấu, thì tôi thấy tà khí trên người lão ta đột nhiên mạnh dữ rồi. Chẳng mấy chốc hai tay ông ta hoàn toàn bị bao trùm bởi khí màu đen. Lúc này khí trên người ông ta khiến tôi không thể thở nổi. Nhưng tôi không hề sợ hãi, thay vào đó tôi dồn hết linh lực vào trong thanh kiếm. Tôi giáng xuống tên Hắc Long Vương một đòn băng giá, ngay lập tức Hắc Long Vương bị đóng thành một tảng băng. Thấy vậy tôi vui mừng một chút trong lòng, tên Hắc Long Vương này cũng còn non lắm, đòn còn chưa kịp tung thì đã bị tôi đóng băng. Nhưng tôi vui chưa được mấy giây, khí đen trên người ông ta liền nhanh chóng bao phủ lấy. Sức mạnh của băng vậy mà bị yêu khí trên người ông ta hóa giải. Lúc này Hắc Long Vương tức giận nói, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Lúc này tôi liền chém một nhát kiếm vào ông ta. Ai ngờ nhát kiếm chém vào đầu ông ta vậy mà chẳng hề có vết thương nào. Thay vào đó tôi lại bị cú đấm của ông ta đánh bay đập vào tường. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, tôi ngã xuống và chẳng thể đứng dậy được. Ngay khi Hắc Long Vương chuẩn bị xuất hiện tới tặng tôi nhát dao, thì lúc này Bát Gia mới xông đến. Với một cú vỗ cánh, Hắc Long Vương bị đánh bay xa vài mét. Sau đó Hắc Long Vương xoay vài vòng ngã xuống đất. Mặt ông ta dữ tợn hỏi, là kẻ nào dám đánh lén ta? Là bố mày đánh mày đó.
con trai không nghe lời, người làm bố phải dạy dỗ cẩn thận chứ. Lúc này, Hắc Long Vương mới nhìn Bát Gia, ông ta kinh ngạc nhìn Bát Gia và nói, con quạ này ở đâu ra vậy, dám xen vào chuyện của ta, con trạch đen nhà ông, bố luôn nghĩ rằng da mày xấu, không ngờ mày còn mù cả mắt, gương mặt cau có còn dám vác ra ngoài, mi quay về mua hai chai tẩy bồn cầu để xúc miệng cho sạch sẽ đi. Đừng rảnh rỗi đi phun xít, Bát Gia mắng té tát suýt khiến tên Hắc Long Vương nôn ra máu. Lúc này Hắc Long Vương tức tới nỗi khí đen toàn thân lão nổi lên cuồn cuộn. Lão ta xông về phía tôi một lần nữa. Tôi chỉ thấy Bát Gia nói một câu, tiểu kiệt nhìn kỹ nha. Nói rồi Bát Gia bay thẳng lên không trung, với tiếng vỗ cánh những phù văn trên người ông ấy lóe sáng. Sau khi ông ấy đến gần Hắc Long Vương, Bát Gia đập tất cả phù văn vào người lão. Vào lúc này Hắc Long Vương cảm thấy tình hình bất lợi liền muốn né tránh. Nhưng những phù văn đã bao quanh ông ta, rất nhanh toàn bộ khí màu đen trên người Hắc Long Vương đều biến mất. Còn ông ta thì bị đánh bật ra ngoài phun một ngụm máu tươi. Tôi bị choáng ngợp trước năng lực của Bát Gia, không hổ danh là cao thủ trấn giữ Yến Bắc. Ngay lập tức tôi tâng bốc Bát Gia, Bát Gia uy vũ, Bát Gia vô địch, đời đời kiếp kiếp thống nhất Giang Sơn, vẫn là tiểu kiệt nhà ta biết ăn nói nhất. Bát Gia rất thích cái miệng ngọt của nhà cậu. Đâu có, là Bát Gia dạy dỗ tốt. Đòn tấn công của Bát Gia quả thực quá vô địch, chửi người cũng xếp top một thiên hạ, ai gặp cũng phải ngưỡng mộ. Thấy tên Hắc Long Vương bị Bát Gia đánh đến mức phun máu, tôi cũng không sợ nữa. Ngay lập tức tôi cầm thanh kiếm thắng tà cùng với Bát Gia lao về phía lão ta. Lúc này Hắc Long Vương phát hiện mình không thể động đậy, lão chỉ có thể kinh hãi nhìn tôi. Tôi nói với lão, á trạch đen, mau giao thần chú phong ấn yêu tinh ra đây, không thì tôi sẽ giết chết ông đấy. Thần chú gì, sao ta không hiểu chứ, thấy lão già này bị ăn đánh thành thế này rồi mà vẫn còn giả ngu. Lúc này tôi tiến lên tặng cho lão ta mấy cái bạt tai. Ngay lập tức Hắc Long Vương bị đánh choáng váng, trên mặt nổi lên vết sưng lớn. Thấy tôi vẫn còn muốn đánh người, Hắc Long Vương vội nói, đừng đánh nữa. Tôi nói, sau đó ông ta nói ra một chuỗi thần chú bằng tiếng Thái. Câu thần chú đó vừa dài vừa phức tạp, tôi phải nghe 7-8 lượt mới ghi nhớ được cách phát âm của câu thần chú. Sau đó tôi nhờ Bát Gia ở dưới lầu trông chừng lão, còn tôi thì sẽ đi phong ấn con yêu tinh kia. Nhưng khi lên đến tầng 2, tôi thấy Dương Gia Hân đang đứng cùng với chú hổ tử. Vừa nhìn thấy tôi, Dương Gia Hân liền tiến lên quan tâm hỏi, Yếu Gia Ngô, mọi chuyện thế nào rồi? Xem rồi, một lát nữa tất cả sẽ được giải quyết, trước mắt chị cùng chú hổ tử đợi ở đây đi, đừng chạy loạn. Lúc này chú hổ tử đứng đằng sau Dương Gia Hân liền ra hiệu cho tôi ánh mắt khen ngợi. Vừa nãy chú hổ tử bị lão Hắc Long Giang đánh cho một cú, bây giờ tôi để chú ấy ở cùng với Dương Gia Hân coi như là bù đắp tinh thần. Chú hổ tử khi ở nhà xem rất nhiều bộ phim truyền hình do Dương Gia Hân đảm nhiệm vai chính. Lúc này tôi nhanh chóng bước vào căn phòng thờ yêu tinh. Sau đó anh ta chỉ cần đưa tay ra và mang con yêu tinh ra khỏi điện thờ. Ngay sau đó tôi đặt một tay lên đỉnh đầu nó, một tay thì làm phép bắt đầu niệm câu thần chú mà Hắc Long Vương nói. Không lâu sau tôi cảm nhận được oán khí của con yêu tinh đang bị tôi áp chế. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị thu dọn đi gặp Bát Gia, đột nhiên cơ thể tôi hơi choáng váng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Nhưng tôi nghĩ chắc là do ban nãy hứng đòn của Hắc Long Vương, điều này sẽ tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên tôi không bận tâm. Ngay sau đến chỗ Bát Gia và nói, Bát Gia, câu thần chú là thật, tiểu kiệt, cậu muốn nói gì với con cá trạch đen này không? Bát Gia vừa nói tôi liền biết ông ấy đang nhắc khéo tôi. Trước đó tên Hắc Long Vương này lừa Dương Gia Hân 50 triệu tệ, cho dù thế nào thì cũng phải khiến ông ta nôn cả gốc lẫn lãi ra. Vì vậy tôi mỉm cười và nói với Hắc Long Vương, Hắc Long Vương, những năm qua ông lừa không ít tiền nhỉ, 1 tỷ có không? Không có, nhóc con, bây giờ ta làm ăn không tốt lắm, trên người chỉ còn 5.600 triệu tệ, ông còn muốn sống không vậy? Muốn, tôi đương nhiên muốn, tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền này để cứu cái mạng của tôi. Biết thế thì mau chuyển tiền đi, tên Hắc Long Vương này chắc chắn rất tức giận. Hắn vốn muốn đến Yến Bắc kiếm tiền, kết quả bây giờ bị chúng tôi lừa tiền. Nhưng vào lúc này, Hắc Long Vương đột nhiên liếc tôi rồi nói, Thiếu gia, cậu chờ một chút, điện thoại tôi vừa nãy bị rơi vỡ rồi, giờ không chuyển được, tôi dùng điện thoại của đồ đệ chuyển cho cậu nhé. Nói rồi Hắc Long Vương liền đi về chỗ tên áo đen bị Tiểu Hải Đường hút mất hồn. Ngay sau đó tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hắc Long Vương miệng lẩm bẩm đọc thần chú, tôi không biết trên tay ông ta đang lấy ra thứ gì. Giây tiếp theo tôi đột nhiên cảm nhận được một lực đánh thẳng vào não, tôi lập tức ngất đi. Bên tai tôi chỉ còn vang vọng tiếng hét của Bát Gia, mẹ nó, đó là bùa phong độn. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy chú hộ tử lo lắng hỏi, Bát Gia, Thiếu Gia rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao cậu ấy đột nhiên lại ngất xỉu? Cậu ấy không sao chứ? Con trạch đen chết tiệt này, vậy mà dám giở trò trước mặt Bát Gia ta, không ngờ Bát Gia ta lại bị chơi một vố thế này, hủy hoại danh tiếng của Bát Gia ta đây. Nghe giọng Bát Gia, tôi ổn định lại tinh thần. Lúc này cả gian phòng khách trở lên hỗn loạn, chỉ còn lại hai tên đồ đệ của Hắc Long Vương, còn lão ta thì đã biến mất tăm hơi. Thấy vậy tôi hỏi Bát Gia,
vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tên cá trạch đen đó, câu thần chú mà trước đó ông ta đưa cho cậu có vấn đề. Nhân lúc cậu không phòng bị hắn liền tập trung oán niệm của yêu tinh lại, ám sốc tinh thần cậu. Vậy thì con yêu tinh đó vẫn chưa bị phong ấn, thần chú đó không sai. Ban nãy ta đi xem rồi, con yêu tinh đó đã được phong ấn rất tốt. Chắc là con trạch đen đó đã thêm mắm thêm muối vào sau câu thần chú. Chúng ta nghe không hiểu tiếng Thái nên mới bị trúng chiêu. May mà tên nhóc nhà cậu đã phong ấn con yêu tinh. Nếu bắt ra tôi trúng chiêu, nói không chừng mấy người chúng ta bị lão già đó giết chết rồi. Nghe xong tôi lập tức phiền não, Hắc Long Vương này quá xảo quyệt, lão nhân cơ hội chúng tôi không hiểu tiếng Thái mà gài bẫy chúng tôi. Tôi muốn lừa ông ta tiền, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì, mà còn suýt thì đi đời nhà ma. Lúc này Bát Gia nói, Tổ Kiệt, sau này cậu phải cẩn thận, vừa nãy ta sơ suất quá, không ngờ trên người lão ta còn có bùa phong độn, lá bùa đó không biết là từ vị cao thủ nào của Trung Hoa chúng ta. Có thể dịch chuyển tức thời hàng trăm dặm khi được kích hoạt. Bây giờ lão ta chạy rồi, sau này chắc chắn lão sẽ nghĩ cách gây rắc rối cho cậu. Không sao, tôi thậm chí không sợ ma vương trong Red Chata, thì một tên Hắc Long Vương thì sợ gì chứ, cùng lắm thì mới đạo sĩ là đi Thái Lan một chuyến. Được rồi, tự cậu quyết định, ta đi trước đây, nói rồi Bát Gia liền bay đi. Sau đó tôi gọi Đường Thượng Ninh, nhờ ông ấy sai người đến giải quyết hai tên áo đồ đệ của Hắc Long Vương. Còn yêu tinh kia tôi liền đựng nó trong một cái hòm. Tôi định gửi nó đến ngôi chùa nơi viên không tu hành. Hãy để thiền sư Giác Minh tiếp tục giải trừ oán khí còn sót lại trong người nó. Sau khi thu xếp mọi thứ xong, Dương Gia Hân đi tới nói. Thiếu gia Ngô, lần này cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ chuyển cho cậu 20 triệu tệ, cậu thấy hợp lý không? Được, cảm ơn chị Dương, sau này chỉ cần chị dùng tiền làm việc tốt, thì một ngày nào đó trong tương lai, không chừng vận xui sẽ qua đi. Cảm ơn thiếu gia Ngô, tôi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ bảo Linda mang thẻ đến nhà cho cậu. Sau khi vấn đề được giải quyết, tôi đưa con yêu tinh trở về tứ hợp viện. Nhưng tôi trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được, vì vậy tôi muốn đứng dậy và đi sang nhà bên để nói chuyện với Bát Gia. Dẫu sao lần này Bát Gia cũng bị tên Hắc Long Vương chơi một vố, chắc chắn tâm trạng đang rất xấu. Tôi phải đến để nịnh hót khiến ông ấy vui lên mới được. Nhưng khi tôi đến nhà ông Trường, nhưng bất ngờ nhận được một tin vô cùng khủng khiếp. Bạch Di Lặc tái sinh rồi. Bạn có biết tại sao kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt không? Đây chính là mối ân oán không dứt ở Hong Kong. Sau khi giải quyết được con yêu tinh kia, tôi liền trở về nhà. Ông Trương hàng xóm của tôi lại báo cho tôi một tin vô cùng khủng khiếp. Tổ Kiệt, lần mà con đến núi Tomu tìm quả của Tuyết Liên vạn năm, đứa trẻ Bạch Di Lặc đó đã khiến mọi người sợ hãi rồi. Có lẽ đã có người đoán ta thân phận của Bạch Di Lặc. Hơn nữa mấy ngày nay ta và đội đặc nhiệm luôn tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng đều chẳng phát hiện được động tĩnh gì. Tên tuổi của Bạch Di Lặc quá lớn, tà giáo nhất quan trước đó bị tiêu diệt, dường như cũng có chút dấu hiệu khôi phục lại. Chỉ cần Bạch Di Lặc trưởng thành hơn một chút nữa, thì những kẻ tu luyện tà đạo và tàn dư của nhất quan đạo nhất định sẽ nổi dậy. Nếu tình huống đó xảy ra, thì cái ngày mưa máu gió tanh e là không còn xa rồi. Kỳ thực tôi không cảm thấy nghiêm trọng với lời nói của ông Trương, bởi vì tôi nghĩ Bạch Di Lặc là một con quỷ, và với một nhân vật nhỏ bé như tôi thì hoàn toàn không thể đối phó được. Dù trời có sụp đổ thì vẫn có cao thủ, dù Bạch Di Lặc có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không chấp mấy đám người nghiệp dư như tôi và đạo sĩ lộn thuộc. Một khi chính đạo và tà đạo đánh nhau thì cũng là trận đấu của ông Trương và sư phụ tôi cùng với các cao thủ khác. Ngoài ra còn có các bậc thầy từ các giáo phái khác nhau ở Trung Quốc. Sau đó tôi liền trở về nhà, nhưng không bao lâu sau, Linda trợ lý của Dương Gia Hân mang thẻ chứa 20 triệu tệ đặt vào tay chú Hổ Tử. Việc này khiến chú Hổ Tử vô cùng vui vẻ, có 20 triệu tệ thì không phải đau đầu tiền trả ngân hàng nữa rồi. Nhưng sau khi giải quyết vấn đề của Dương Gia Hân thì tôi phải xử lý cái tên Hắc Long Vương. Sau đó tôi đã đến chỗ chị Hoa để nghe ngóng tin tức. Nhưng chị Hoa nói có người ở Thái Lan đã nhìn thấy Hắc Long Vương, sau đó thì không thấy tung tích của ông ta nữa. Tôi đoán lão ta đã sợ rồi. Lần trước tôi đã nói với ông ta rằng tôi đã diệt sạch quỷ vương trong Red Chata và Nava của giáo phái Hắc Thủy Thánh Linh. Đến giờ chắc ông ta chắc chắn đã tin việc đó là tôi dẫn người đến làm. Sức mạnh của Hắc Long Vương thua xa quỷ vương trong Red Chata và Nava, nên tôi không cần quá đề phòng lão ta. Ngoài ra tôi còn nhờ chị Hoa nghe ngóng về tin tức của tên Huyền Tâm Tử. Tên này mới là mối lo lắng nhất của tôi. Lần trước hắn và đoàn võ đạo muốn giết tôi, sau khi bị Bát Gia hù dọa bỏ chạy tóe khói thì không thấy tung tích gì nữa. Hơn nữa ở Hong Kong tôi chưa từng nghe nói đến chuyện của Huyền Tâm Tử. Tên Huyền Tâm Tử đó có lẽ bị Bát Gia dọa sợ rồi, nên cũng không dám ở lại Hong Kong. Mấy ngày sau đó tôi luôn ở nhà tu hành. Nhưng một ngày nọ chú Hộ Tử đột nhiên hoảng sợ nói với tôi. Thiếu gia, tôi muốn đến Hong Kong một chuyến. Chú đến Hong Kong làm gì? Lẽ nào chú còn muốn quay về làm đại ca à? Thiếu gia cậu đừng hỏi nữa. Lần này tôi nhất định phải đi. Nếu nhanh thì một tuần là tôi có thể về rồi, chậm nhất là nửa tháng. Nghe xong tôi liền cảm thấy chú Hộ Tử chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa chú Hộ Tử có chuyện gì cũng không thể che giấu nổi.
tất cả đều thể hiện trên mặt chú. Vì vậy, tôi nhanh chóng hỏi, chú hổ tử, nếu chú không nói cho cháu biết chú đến đó làm gì, thì cháu sẽ không để chú đi đâu. Thiếu gia, chỗ Vượng Tử xảy ra chuyện rồi. Nghe nói có một nhóm thế lực bất ngờ trỗi dậy ở Hồng Kông, đã giết rất nhiều thế gạo cội khác. Vượng Tử cũng bị người ta bắt đi, bây giờ sống chết không rõ ràng. Lần này tôi về Hồng Kông để cứu Vượng Tử, cậu ấy chính là người vào sinh ra tử với tôi. Trước đó cậu ấy còn đỡ cho tôi hai nhát sao? Hành tẩu giang hồ luôn đặt chữ nghĩa lên đầu. Mặc dù bây giờ tôi không lộ diện nữa, nhưng Vượng Tử gặp khó khăn tôi không thể đứng nhìn. Nghe xong tôi cũng đơ người. Tôi đã từng gặp Ma Nguyên Vượng, lần trước khi còn ở Hồng Kông, là anh ta đem hơn trăm người tới cứu tôi, vì vậy mà chú hổ tử và tôi mới có thể sống sót. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, chú hổ tử, cháu sẽ đi cùng chú. Dù sao cháu cũng là người tu hành, đối phó với người bình thường rất dễ dàng. Chú hổ tử nghe xong cũng thấy hợp lý. Lúc này chú bỏ hết hành lý vào trong chiếc hương long hồ của tôi. Buổi chiều chúng tôi đã đến Hồng Kông. Sau đó chú hổ tử liền gọi một chiếc xe, chúng tôi liền đi đến thành phố Cửu Long của Hồng Kông. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến một căn chung cư 6 tầng. Ngay sau đó chú hổ tử rất cảnh giác gõ cửa. Sau đó một người đàn ông tóc đỏ bước ra, khi nhìn thấy chú hổ tử anh ta liền kích động nói, anh Hồ, anh đến rồi, anh vào đi rồi chúng ta nói chuyện. Lục Hạp Hội bị người ta đánh sập rồi, đến cả người đứng đầu cũng bị người ta giết chết rồi. Vừa vào nhà chú hổ tử vội vàng hỏi, A Khôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói tôi nghe đi. Anh Hồ, tôi cũng không biết đám người đó xuất hiện ở đâu. Bọn họ trước đó tiêu diệt Thiên Thắng Hòa, rồi tiêu diệt hội Nghĩa An, cuối cùng thì tìm đến hội Lục Hạp chúng tôi. Những người này ban đầu nói chỉ cần hội Lục Hạp theo bọn chúng thì sẽ không giết chúng ta, nhưng chúng lại muốn một nửa thu nhập của hội Lục Hạp chúng ta cho bọn chúng, coi như là phí bảo kê. Nhóm người này lao ra đòi phí bảo kê, người đứng đầu hội đương nhiên không đồng ý. Anh ta liền gọi anh em đánh nhau cùng bọn họ. Kết quả đám người đó quá mạnh, người chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng rốt cuộc có lai lịch như thế nào, các cậu đã điều tra chưa? Vẫn chưa. Đêm hai hôm trước, người cầm đầu bị bọn chúng bắt và giết chết rồi, còn anh Vượng Tử thì bị bọn chúng bắt sống. Tôi nhân lúc hỗn loạn thì lén bỏ chạy, mới có thể trốn ở đây gọi điện cho anh Hồ. Anh Hồ, trước đây anh cũng từng là người đứng đầu hội chúng ta, thì có anh mới có thể lật ngược tình thế. Tôi đã rời bỏ Lục Hạp Hội mười mấy năm nay rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện ở đây. Tôi tới đây chỉ có một mục đích, chính là cứu Vượng Tử, còn những việc khác tôi không thể quản được. Lúc này khi A Khôn định nói thì cửa bỗng chuyển đến tiếng gõ cửa nghe rất gấp gáp. Vừa nghe xong tôi và chú hổ tử liền sững sờ. Lúc này A Khôn cười nói, anh Hổ đừng sợ, là tôi đặt đồ ăn bên ngoài. Mấy ngày nay tôi không dám bén mảng ra ngoài, lúc nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Lát nữa tôi và anh phải uống đã đời một bữa nhé. Nói rồi A Khôn ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra, hơn chục người xông vào. Tên cầm đầu lạnh lùng nhìn chú hổ tử, A Khôn làm tốt lắm, chỉ cần giải quyết được anh Hổ đây thì sau này hội Lục Hạp sẽ không còn ai dám chống đối rồi. Nghe xong đôi mắt chú hổ tử rực đỏ, chú tức giận chất vấn, A Khôn, cậu đang làm cái quái gì thế này? Anh Hổ, xin lỗi nhé, hội Lục Hạp đã tàn rồi, người của bọn họ cho rằng anh là sự đe dọa của bọn chúng, vì vậy chúng buộc tôi phải lừa anh tới đây. Tôi cũng hết cách, bọn họ khống chế người nhà tôi, nếu tôi không nghe theo họ thì cả nhà tôi đều phải xuống suối vàng, cả đời này coi như tôi nợ anh. Tiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Nghe thấy bọn người này đe dọa người nhà A Khôn, chú hổ tử thở dài rồi không nói gì nữa. Chú nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu nói, chó điên, tao đã sớm rời khỏi hội Lục Hạp mười mấy năm nay rồi, lần này tao đến không có ý gì khác, tao chỉ muốn cứu Ma Nguyên Vượng, những thứ khác không liên quan gì đến tao. Anh Hổ, nếu anh đã rời khỏi hội Lục Hạp thì hôm nay anh không nên xuất hiện ở đây. Nếu anh đã đến, chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm đến người hội Lục Hạp, chỉ cần anh nhúng tay vào thì sẽ phải chết. Đừng trách anh em không nhớ tình xưa. Chó điên, nhớ năm đó cậu cùng Vượng Tử đều là trợ thủ của tôi, chính tay tôi đưa các cậu ra ngoài, mà bây giờ anh em lại phản bội lại nhau, sao cậu phải làm điều này? Anh Hổ, tôi cũng hết cách, nhóm người đó quá mạnh, họ bảo tôi chỉ cần gia nhập với bọn họ thì từ nay tôi chính là thủ lĩnh của hội Lục Hạp. Cái gọi là con người luôn bước lên cao cũng như nước luôn chảy vào chỗ trũng. Chó điên, tôi không muốn cả đời làm tay sai. Chúng ta đừng nói lời thừa thãi nữa, tôi đã chọn con đường này thì cũng không còn đường quay đầu nữa. Chúng ta cũng từng là anh em, tôi cho anh chết giữ thể diện một chút, anh tự kết liễu mình đo. Nói rồi tên chó điên liền cầm con dao đến trước mặt chú hổ tử. Chú hổ tử cầm con dao lên khó khăn nói, bao nhiêu năm rồi tao không chém giết người, không ngờ mười mấy năm sau lại phải cầm dao chém anh em mình. Ngay sau đó chó điên đột nhiên rút ra một cây súng chĩa vào chú hổ tử nói, tôi biết anh Hổ rất mạnh, chúng tôi không thể đánh lại anh, nhưng dù anh có giỏi đến đâu thì sao có thể chặn được đạn chứ. Nhìn vào khuôn mặt tự hào và hung hăng của chó điên, mí mặt tôi giật giật, tôi liên kích hoạt thần tiêu cửu lý đến chỗ anh ta. Sau đó tôi giật lấy khẩu súng trong tay hắn,
Sau đó tôi lại dịch chuyển sang nơi khác và ném súng qua cửa sổ. Đòn tấn công này trực tiếp khiến đám người chó đen sững sờ. Nhưng trước khi con chó điên bình tĩnh lại, chú hộ tử cầm dao phi đến. Sau đó chó điên cũng cầm thanh kiếm xông lên, nhưng chú hộ tử không hề cho anh ta ra tay. Tôi thì đứng một bên xem. Trước đây tôi có nghe nói chú hộ tử cầm dao rượt mười mấy tên. Bây giờ tôi phải cẩn thận chiêm ngưỡng. Chưa đầy 2 phút, mười mấy tên phản bội nằm la liệt dưới đất. Lúc này con dao của chú hộ đâm vào người chó điên. Còn tên chó điên thì không ngừng phun máu, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Hắn nói: "Anh hộ tử, em vẫn thích cái thời anh làm thủ lĩnh. Nếu anh không đi thì tốt biết mấy. Chúng ta vẫn là anh em. Anh cứ thế rời đi, không ai quản bọn em. Có thể chết trong tay anh hổ, em thấy đáng lắm. Không thể quay về, anh hổ tiễn cậu." Anh hổ thực ra vượng tử vẫn chưa ngỏm đâu. Nó là anh em của anh thì cũng là anh em của tôi. Vào ngày hôm đó, Trần Đông Tiêu đã mang rất nhiều người đến bao vây Lục Hạp Hội. Bọn chúng giết thủ lĩnh, anh vượng muốn liều mạng với chúng. Nhất định phải có một người làm kẻ phản bội. Tôi đã nói rằng tôi muốn làm thủ lĩnh của hội Lục Hạp. Sau này tôi phục tùng Trần Đông Tiêu. Mới tập kích bất ngờ anh vượng, nhốt anh ấy lại. Chỉ có làm như vậy anh vượng mới có thể sống sót. Vậy tại sao cậu lừa tôi đến đây? Có người nói anh là mối đe dọa lớn nhất. Anh vẫn còn sống, nên Trần Đông Tiêu mới bảo tôi dẫn dụ anh trở về. Nếu không thì hắn ta sẽ giết anh vượng. Tôi cũng đành bó tay. Nghe vậy chú hổ tử cũng không nhịn được nữa, mà nắm lấy vai chó điên hòa khóc. Thấy vậy tôi chỉ có thể nói khi con người ta sắp chết thì lời nói cũng trở nên dễ nghe hơn. Tôi thấy chó điên nói lời cuối cùng. Anh vượng bị Trần Đông Tiêu bắt nhốt ở một biệt thự trên đảo Bồ Đài. Người này rất lợi hại, anh không đánh bại hắn được đâu. Anh hổ, tốt hơn hết là anh nên rời đi đi. Bây giờ vẫn còn kịp, người anh em tôi không thể tiện anh được rồi. Chó điên vừa dứt lời thì anh ta nằm bất động. Lúc này những tên mà vẫn chưa bị chú hộ tử sờ gáy. Thấy chú hộ tử đứng dậy, toàn thân bọn họ run lẩy bẩy. Anh hổ, lúc nãy chúng em chưa làm gì cả. Chúng em cũng không muốn trở thành kẻ phản bội, nhưng chúng em không thể chạy ra ngoài được. Thu dọn những người này đi, chôn cất chó điên cho tử tế. Tôi sẽ tự mình đến cứu vượng tử. Nói rồi tôi cùng chú hổ tử đi ra ngoài. Lúc này A Khôn, kẻ vừa phản bội chúng tôi, cũng sợ hãi, toàn thân run rẩy. Anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt chú hổ tử cầu xin. Anh hổ, em không cố ý phản bội anh, là người hội của Đông Tiêu bắt cóc người nhà em. Anh hổ tha cho em một mạng đi mà. Đối với loại người này, chú hổ tử chẳng buồn nói nữa. Chú trực tiếp dùng dao đập hắn bất tỉnh. Sau khi ra ngoài tôi liền hỏi, chú hổ tử tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ trực tiếp đến đảo Bồ Đài cứu người sao? Thiếu gia, trước khi cứu người tôi cần phải đến tìm một người. Nói rồi chú hổ tử gọi một chiếc xe đi đến một căn chung cư đổ nát. Sau đó cả hai người chúng tôi bước vào. Ngay sau đó một người đàn ông đi ra và va vào chúng tôi. Anh ta kinh ngạc nói, hổ sao anh lại ở đây? Tôi đã nghe Lục Hạp Hội xảy ra chuyện rồi, vì vậy muốn qua đây để xem tình hình. Chuyện này anh đừng quan tâm nữa, anh cũng không quản được đâu. Đám người này không đơn giản chút nào. Bọn họ ngẫu nhiên cử ra một người, mà có thể một chọi mười. Tôi nghi ngờ bọn chúng đều là người tu hành. Khi tôi nghe điều này tôi ngay lập tức cảnh giác. Nếu đám người trong của Trần Đông Tiêu đều là người tu hành, vậy thì tôi liều lĩnh xông vào cứu người sẽ rất có khả năng gặp nhiều khó khăn. Chưa kể tôi không biết bọn họ có bao nhiêu người. Tôi thậm chí không biết tu vi của Trần Đông Tiêu mạnh đến mức nào, và bên cạnh hắn ta có còn cao thủ nào không. Dù sao tôi mới hành nghề được 2 năm, vẫn còn non so với những người khác, nên tôi phải rất cẩn thận mới được. Lúc này chú hổ tử hỏi, bọn họ là một nhóm người tu hành, vậy tại sao lại để ý đến hội Lục Hạp? Cái này ai cũng chịu. Bọn họ đột nhiên xuất hiện. Chưa đầy nửa tháng, bọn họ đã xử lý sạch tất cả các thế lực ở Hong Kong. Bây giờ mỗi tháng phải trích 50% thu nhập cho Trần Đông Tiêu, nếu không sẽ bị giết chết. Bọn họ làm việc quá hung hãn. Các anh mau chuồn đi, nói không chừng cái cậu đã bị bọn chúng nhìn trúng đấy. Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu cũng cẩn thận một chút. Nói rồi chú hộ tử liền đặt trên bàn một món tiền, sau đó đưa tôi ra khỏi đây. Lúc này tôi mới hỏi chú hộ tử, chú hộ tử, người đó là ai vậy? Công việc của cậu ta cũng gần giống như chị Hoa. Năm đó vì cậu ta tiết lộ một số chuyện mà bị người ta truy sát, tôi đã cứu cậu ấy. Vì vậy người này khá đáng tin. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu vượng tử ra ngoài. Cậu ấy còn có một người bà hơn 70 tuổi. Nếu cậu ấy mất rồi thì chẳng còn ai chăm sóc bà ấy. Chú hổ tử, chú có biết hòn đảo Bồ Đài ở đâu không? Cháu muốn một mình đến đó để thăm dò. Tôi là người tu hành, bọn họ sẽ không dễ phát hiện. Nếu bên đó có khó khăn, cháu sẽ gọi đạo sĩ La và những người khác tới giúp, để lên kế hoạch cứu chú vượng như thế nào. Được thiếu gia, nhưng đảo Bồ Đài nằm ở phía nam Hong Kong, cách chỗ này một đoạn, tôi sẽ tìm người đưa cậu đến đó. Nói xong chú hổ tử liền gọi một cuộc điện thoại, dù tiếng quảng để nói chuyện một lúc. Không lâu sau chú dẫn tôi bắt một chiếc xe lái thẳng đến địa điểm. Khi chúng tôi đến đó thì đã thấy ở đó có người đợi rồi, nên dưới sự chỉ dẫn của người đó chúng tôi nhanh chóng đến đảo Bồ Đài. Không lâu sau một hòn đảo nhỏ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Sau đó tôi nói với người đàn ông,
Ông cứ đậu thuyền ở đây, tôi sẽ bơi qua đó. Tiếng thuyền quá lớn, e là còn chưa đến gần đã bị phát hiện rồi. Ông ở xa đợi tôi, khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Nói xong tôi trực tiếp lao xuống biển. Tôi nhanh chóng tiếp cận hòn đảo. Rất nhanh tôi đã đi vào một khu rừng rậm rạp trên bờ. Sau khi lên đảo tôi không vội đi điều tra tin tức. Thay vào đó tôi đến một cái cây to có chim. Tôi giải phóng Vong Nhi khỏi ấn tiên cương rồi nói với nó. Nhóc thấy tổ chim đó không? Bắt một con chim xuống cho ta. Vong Nhi nghe xong liền trèo lên cây. Một lúc sau thì nhóc con bắt xuống một con chim còn đang kêu chít chít. Thấy vậy tôi xoa đầu nó rồi thu nó vào ấn tiên cương. Sau đó tôi chộp lấy con chim rồi đi vào giữa đảo. Lần này tôi đến đây chủ yếu là vì muốn thăm dò thực lực của đám người Trần Đông Tiêu. Ngoài ra còn để nắm bắt được ma nguyên vượng đang bị nhốt ở đâu. Vì vậy mà tôi không có ý định mạo hiểm bản thân. Không lâu sau tôi đến gần một trang viên. Sau khi tìm được một bụi cỏ có thể ẩn mình, tôi liền thả Mị Linh ra và nói: Mị Linh, lát nữa linh hồn của tôi sẽ nhập vào người con chim này để đi dò la tin tức. Cô chịu trách nhiệm ở đây trông coi thể xác tôi để tránh bị phát hiện. Nếu cô không kiểm soát được thì có thể nhờ chị Na và Vong Linh ra giúp để tôi trông cho. Cậu yên tâm đi. Thấy vậy tôi liền cầm con chim lên. Sau đó tôi bấm hai tay niệm chú. Đột nhiên một luồng sáng bay ra khỏi tôi, rồi trực tiếp rơi xuống người con chim. Một lúc sau con chim bay về phía trang viên. Bay vào trang viên tôi mới phát hiện, ngoại trừ tòa nhà chính 3 tầng to nhất thì trong sân có không ít căn nhà. Tôi không biết bọn chúng đang làm cái gì. Thấy vậy tôi cũng hơi đau đầu. Một trang viên to như vậy, tôi phải bắt đầu điều tra từ đâu đây? Chính vào lúc này một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Đó chính là người tên A Khôn, kẻ chúng tôi gặp đầu tiên khi vừa đặt chân đến Hong Kong. Lúc này anh ta đang đi về phía tòa nhà chính cùng với vài người tu hành. Không ngờ tên này lại chính là kẻ phản bội thật sự. Xem ra những lời nói trước đó của hắn chỉ là lời nói dối mà thôi. Sau đó tôi thấy A Khôn đi vòng qua tòa nhà chính, hắn đến dãy nhà cấp 4 ở đằng sau. Hắn ở đó nói một cách khách sáo: Đại nhân tả sứ, tôi quay về rồi, vào đi. Vừa dứt lời A Khôn liền cùng mấy người tu hành bước vào nhà. Thấy vậy tôi liền lặng lẽ đậu lên bậu cửa sổ liếc nhìn vào bên trong. Ngay lập tức tôi bị sốc đến mức hít một hơi lạnh. Người trong phòng vậy mà chính là cái tên Huyền Tâm Tử đã mất tích bấy lâu nay. Còn toàn thân ma nguyên vượng thì bê bết máu bị trói ở đằng sau lão ta. Ngay lập tức tôi đã có một chút suy đoán. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do Huyền Tâm Tử sắp đặt? Bởi vì lão già đó không dám đến Yến Bắc gây rắc rối cho chúng tôi, vì vậy mà bắt ma nguyên vượng để dụ chúng tôi qua đây. Nghĩ đến đây tôi vội nín thở tiếp tục nhìn vào trong nhà. Lúc này Huyền Tâm Tử chậm rãi nói: Cậu đã gặp Ngô Kiệt và đám tùy tùng của cậu ta chưa? Gặp rồi thưa đại nhân tả sứ. Đáng tiếc là tên chó điên quá đần vẫn chưa giết được bọn chúng, ngược lại còn bị bọn chúng giết. Tên Ngô Kiệt kia quả thực rất lợi hại. Lúc đó chó điên đã rút súng ra, cũng không biết tên đó giở trò gì mà cả lũ đều vứt súng đi. Còn chuyện sau đó thì đều là anh hộ quật ngã đám người kia. Tôi nghĩ nếu Ngô Kiệt ra tay thì bọn chó điên sẽ không có cơ hội ra tay. Chuyện này rất bình thường, dù sao thằng nhãi đó cũng là đồ đệ của vua Phong Thủy. Thằng nhãi đó lớn nhanh vãi, phải bóp chết nó từ trong nôi. Nếu không về lâu về dài e là đến ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến đây trong lòng tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Tên A Khôn kia sao lại gọi Huyền Tâm Tử là đại nhân tả sứ? Lẽ nào sau khi lão ta gia nhập với Trần Đông Tiêu thì mới có cái tên đấy? Thấy không còn tin tức gì, tôi liền điều khiển con chim rời khỏi trang viên, đưa linh hồn trở lại cơ thể. Sau đó tôi trực tiếp gọi điện cho chú Hổ Tử. Sau khi chú Hổ Tử báo địa chỉ, tôi liền ngồi thuyền đến đó. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là tôi vừa đến nơi thì phát hiện lần này chú Hổ Tử đột nhiên thuê khách sạn 5 sao để ở. Vì vậy mà vừa thấy chú Hổ Tử tôi liền hỏi: Chú Hổ Tử, sao chú lại thuê nơi này? Chú không sợ bị người ta phát hiện sao? Không sao đâu, khách sạn này thuộc sở hữu của bạn tôi. Cậu đã thấy Vượng Tử chưa? Thấy rồi, chú ấy bị đánh thảm lắm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tên A Khôn mà chú thả cũng ở đó. Tên đó cùng một ruột với Huyền Tâm Tử. Có vẻ như mục đích lần này chủ yếu là để đối phó với cháu. Mọi người bị lão ta làm liên lụy rồi. Cái tên phản bội này, sớm biết vậy ban đầu tôi đã tặng hắn một nhát dao. Thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm gì? Không vấn đề, trước mắt cháu sẽ nhờ phái Vạn La điều tra lai lịch của Trần Đông Tiêu. Nói xong tôi lấy điện thoại gọi cho Kim Đại quản gia. Chuyện lần này rất khẩn cấp, tin tức bên chị Hoa dù sao cũng không thể nhanh và chuẩn như chỗ Kim Đại quản gia được. Điện thoại reo lên thì không bao lâu sau bên kia đã có người bắt máy. Ngay sau đó Kim Đại quản gia cười hỏi: Lâu không gặp thiếu gia Ngô, có phải lại có mối làm ăn lớn tìm phái Vạn La chúng tôi không? Là như này, tôi muốn Kim Đại quản gia nghe ngóng giúp tôi một người. Người này tên là Trần Đông Tiêu, gần đây hắn đã tập trung tất cả các thế lực gạo cội của Hong Kông. Tôi muốn biết hắn rốt cuộc là ai. Thật trùng hợp, gần đây phái Vạn La chúng tôi cũng đang chú ý đến người này. Coi như cậu hỏi đúng người rồi đó. Thiếu gia Ngô, cậu biết chuyện Nhất Quan Đạo không? Tôi đã nghe qua, hình như nó bị chính đạo tiêu diệt hơn 20 năm trước.
Chẳng lẽ tên Trần Đông Tiêu có liên quan gì đó với Nhất Quan Đạo? Đúng vậy, tên Trần Đông Tiêu này chính là tàn dư của Nhất Quan Đạo. Dù đã tàn lụi hơn 20 năm trước, nhưng cũng chỉ là người đứng đầu, còn thuộc hạ ở khắp Trung Quốc thì vẫn rất vững vàng. Mà tên này chính là chủ chốt của đám người Nhất Quan Đạo ở Hong Kong. Sau khi Bạch Di Lặc chết Nhất Quan Đạo như rắn mất đầu, họ lại sợ đội đặc nhiệm sờ gáy nên tất cả đều đã chạy trốn. Nhưng gần đây có tin đồn rằng Bạch Di Lặc đã giữ lại chút linh hồn và hắn chuẩn bị tái sinh. Lần này chắc chắn tên Trần Đông Tiêu đã nghe được tin tức gì đó. Vì thế nên gần đây Nhất Quan Đạo có khả năng sẽ hồi phục lại. Nhưng Nhất Quan Đạo muốn khôi phục lại thì cần một số tiền khổng lồ để trụ lại. Vì vậy tôi đoán tên này muốn tập hợp các thế lực ở Hong Kong để kiếm tiền, để tích sức mạnh mà thôi. Nghe đến đây tôi không khỏi sửng sốt. Tôi nhớ đến tin tức mà tôi nhận được từ ông Trương. Chẳng trách mà tên Trần Đông Tiêu có thể nhanh như vậy tập hợp tất cả các thế lực gạo cội ở Hong Kong. Hóa ra là người của Nhất Quan Đạo. Hơn 20 năm trước Nhất Quan Đạo và Phật Đạo đối chọi với nhau. Vì vậy mà dù chỉ là một bộ phận cũng không thể coi thường. Sau đó tôi hỏi Kim Đại Quản gia, cái người tên Tả Sứ ở trong Nhất Quan Đạo giữ vai trò gì? Có phải giống như phó lãnh đạo không? Dưới người lãnh đạo chính là Tả Sứ, còn có Hữu Sứ. Chỉ khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể trở thành cao thủ. Nghe đến đây trong lòng tôi liền có manh mối. Không ngờ tên Huyền Tâm Tử này vậy mà lại giữ chức vụ Tả Sứ trong Nhất Quan Đạo. Bây giờ tình hình hơi phiền phức rồi. E là dựa vào tôi và nhóm đạo sĩ luộm thuộm sẽ không thể chống lại Nhất Quan Đạo này. Xem ra lần này phải mời Cát San cùng qua đây rồi. Sau đó tôi lại hỏi Kim Đại Quản gia, ông biết Huyền Tâm Tử không? Trước đó hắn từng đối phó với tôi, rồi đột ngột biến mất. Không ngờ tôi lại gặp hắn ở Hong Kong. Hiện giờ lão ta đang là Tả Sứ của bên Hong Kong. Tôi từng nghe qua thiếu gia Ngô vẫn luôn tìm kiếm ông ta đúng không? Không ngờ tên này Huyền Tâm Tử này cố chấp vậy. Long Hồ Sơn có một đám phản bội thế này, chắc chắn phải để môn phái lộ diện đến xử lý lão ta. Thiếu gia Ngô, cậu có thể thông báo với người của Long Hồ Sơn để đến đó xử lý lão ta, như thế sẽ bớt phiền phức cho cậu. Kim Đại Quản gia nói như vậy, hai mắt tôi đột nhiên bừng sáng. Vì vậy tôi trao đổi vài câu xã giao với ông ta rồi cúp điện thoại. Sau đó tôi gọi cho ông Trương. Ông Trương là thiên sư của Long Hồ Sơn, chỉ cần ông ấy nói một câu Long Hồ Sơn nhất định sẽ phái người tới. Nhưng tôi không ngờ là sau khi tôi nói rõ tình hình, ông Trương vậy mà đã từ chối tôi. Phí chia tay giữa hai người đàn ông vậy mà lại lên đến 20 triệu tệ. Rốt cuộc đó là do bại hoại đạo đức hay là mất hết tính người? Ban đầu tôi đến Hong Kong là để giúp chú hộ tử cứu Ma Nguyên Vượng, nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra một bí mật khủng khiếp. Ma Nguyên Vượng vậy mà lại bị kẻ thù trước đó của tôi là Huyền Tâm Tử bắt đi. Hơn nữa Huyền Tâm Tử còn gia nhập vào một bộ phận của Nhất Quan Đạo. Tôi chắc chắn tên Huyền Tâm Tử kia vì để trả thù tôi nên mới bày ra trò này. Tên Huyền Tâm Tử đó là cặn bã của Long Hồ Sơn. Tôi chắc chắn đối phó với ông ta không hề dễ dàng. Nếu để phái Long Hồ Sơn đến đối phó lão thì chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Thấy vậy tôi trực tiếp gọi điện cho ông Trương, ông ấy là thiên sư của Long Hồ Sơn. Ông Trương, Huyền Tâm Tử kẻ phản bội của Long Hồ Sơn xuất hiện rồi. Bên ông có ra tay với lão ta không? Khi sư phụ của cậu đi đã nói, việc của cậu thì tự bản thân cậu giải quyết, không thể để người khác nhúng tay vào. Nhóc con, cậu tốt nhất nên tự nghĩ cách đi. Nghe xong tôi cũng hạn hán lời luôn. Thiên hạ này chắc không thể tìm ra một sư phụ hãm hại đồ đệ như sư phụ tôi đâu. Ông quả thực là dồn tôi vào chỗ chết. Bây giờ người tôi phải đối đầu không phải là một mình tên Huyền Tâm Tử. Thay vào đó tôi phải đối đầu với cả bộ phận Nhất Quan Đạo ở Hong Kong. Mà bộ phận này tôi đoán ít nhất bọn họ có hơn 100 người tu hành. Nhưng người vẫn phải cứu. Tôi nhất định sẽ gọi đạo sĩ La qua đây. Cậu ta có rất nhiều mánh khóe, nói không chừng là sẽ nghĩ ra cách để cứu Vượng Tử ra ngoài. Tôi liền gửi cho cậu ta một đoạn tin nhắn. La, Hong Kong thật sự khắp nơi đều là tiền. Đi đâu cũng thấy các em gái xinh đẹp. Gần đây tôi kiếm được mối làm ăn lớn. Lần này chắc chắn thu hoạch còn nhiều hơn cả ở Đông Nam Á. Nếu cậu không có hứng thú thì tôi sẽ gọi cho Cát San vậy. Nghe xong cây này còn chưa đến một phút mà đạo sĩ luộm thuộm đã trả lời lại. Cậu là tên lừa bịp, có phải lại muốn lừa tôi đi liều mạng hả? Lần trước đi tiêu diệt quỷ vương trong Red Chata ở Đông Nam Á cậu cũng nói là mối làm ăn lớn. Kết quả suýt thì ngỏm, cậu nói phải mạo hiểm kiếm tiền mà. Lần đó ở Đông Nam Á chẳng phải cậu thu hoạch được hơn 200.000 tệ sao? Tôi vẫn luôn cho cậu giữ tiền còn gì? Cậu cho tôi câu trả lời chính xác cậu có đến hay không? Nếu không đến thì tôi gọi người khác đến làm. Lần này thu hoạch được đồ tốt thì cậu đừng gato đấy nhé. Tôi gato cái con khỉ. Nếu hôm nay cậu không nói đó là chuyện gì với tôi, tôi chắc chắn không đi. Trước đó chính cậu nói bạn bè là người để lừa bịp. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không lừa cậu thì còn lừa ai hả? Tôi sớm biết vậy tôi không tìm cậu nữa. Sau này tôi sẽ làm bạn với người khác. Cậu tự chơi một mình đi nhé. 200.000 tệ kia tôi cũng không cho cậu nữa. Hãy coi đó là phí chia tay của chúng ta. Nghe tôi nói lời này, đạo sĩ phẫn nộ nói, chia cái đầu cậu ý. Tôi đã ngủ với cậu tôi.
Sao nào, lừa tôi 200.000 tệ, lương tâm của cậu bị chó tha rồi à? Nổ địa chỉ đi, tôi sẽ đến nói chuyện cho ra ngô ra khoai với cậu. Ngay sau đó tôi gửi địa chỉ cho cậu ta, tôi còn bảo cậu ta kêu Cốc Hạng Nhiên đi cùng. Sau khi liên lạc với đạo sĩ luộm thuộm, tôi liền đốt lá bùa truyền âm để liên lạc với Viên Không và Cát San. Viên Không đương nhiên sẽ không nói gì mà đến ngay, bên Cát San cũng không ý kiến gì cũng tới. Chẳng mấy chốc chiều hôm sau, Viên Không và Cát San đã tới. Lạnh nhạt hỏi, anh Ngô, địa chỉ tên người anh nói cho tôi, hôm nay tôi có thể mang đầu hắn ta đến. Cát San cậu đừng nôn nóng, lần này chúng tôi không đi giết người mà là đi cứu người. Người đàn ông đó là anh em của chú hộ tử, trước đây đã từng cứu mạng tôi, bây giờ chú ấy gặp khó khăn, tôi chỉ có thể tìm một vài anh em đến để giúp đỡ. Nếu đã là bạn của anh Ngô, vậy thì nhất định phải cứu, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh. Tuy nhiên, sau khi Cát San nói xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nghe âm thanh này, tôi dường như cảm nhận thấy đó chính là đạo sĩ luộm thuộm. Giây tiếp theo thấy cửa mở, đạo sĩ luộm thuộm tức giận xông vào chửi rùa, tên Ngô Kiệt Chúa bám váy phụ nữ kia cút ra đây cho lão tử. Hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện kỹ càng với cậu. Cậu xem đoạn tin nhắn cậu nhắn đi, đó có phải là người không hả? Dựa vào cái gì mà lừa tôi 200.000 tệ hả? Là cậu đừng giận, tiền tôi để cậu giữ, tôi không tiêu một đồng nào. Nghe xong, đạo sĩ luộm thuộm mới giãn được cái mặt ra. Sau khi mọi người dùng bữa, tôi bắt đầu nói mục đích của lần này. Đạo sĩ luộm thuộm vừa nghe tôi nói liền bày ra cau có. Ông nội nhà cậu Ngô Kiệt, cái này béo bở gì hả? Đây lại là đi nộp mạng. Là trước hết cậu đừng tức giận, nghe tôi lừa cậu, à không, nghe tôi phân tích cho cậu. Đây là bộ phận ở Hồng Kông của Nhất Quan Đạo. Kể từ khi tên Bạch Di Lặc bị giết, bọn họ luôn sống ẩn giật hơn 20 năm nay. Mục đích thật sự của bọn họ là muốn tích trữ tài sản, gia tăng sức mạnh, để những thế lực ở Hồng Kông kiếm tiền cho họ. Như vậy Nhất Quan Đạo mới có thể gia tăng thế lực để trỗi dậy. Tôi đoán bộ phận Nhất Quan Đạo này đã thu được rất nhiều tiền. Lần này nếu chúng ta diệt bộ phận ở Hồng Kông, nói không chừng có thể cuỗm được toàn bộ số tiền của bọn họ. Bởi vì loại người như bọn họ không dám đem tiền gửi ngân hàng, sợ ngân hàng đóng băng tài sản. Cậu thử nói xem, đây chẳng phải là miếng bánh béo bở sao? Nghe tôi lừa đảo như vậy, đạo sĩ luộm thuộm đảo mắt mấy lần rồi nói, nghe thì có vẻ chuyện là như vậy. Cũng được, lúc này Cốc Hạo Nhiên lại nhìn tôi nói, Tiểu Kiệt, nếu cậu đã dám làm chuyện này, thì chứng tỏ cậu đã có kế hoạch, cậu thử nói cụ thể cho chúng tôi nên hành động như thế nào. Nói rồi tôi liền lấy ra một tấm bản đồ mà tôi đã vẽ sẵn trước đó. Tôi phân tích một lượt cho mọi người nghe. Sau khi nghe tôi nói xong, Cát San từ tốn nói, anh Ngô, chúng ta có thể tập kích bọn chúng. Tôi sẽ đi đánh lén tên Trần Đông Tiêu để xem có thể giết được hắn không. Nếu không giết được, tôi sẽ dụ hầu hết đám người trong trang viên đó ra. Anh trực tiếp xông vào cứu người. Cát San, làm vậy rất nguy hiểm, tôi thấy nên nghĩ một cách an toàn hơn. Anh Ngô, tôi không gà như anh nghĩ đâu. Lần trước sở dĩ tôi rơi vào tay bọn Nava là bởi vì hắn tìm rất nhiều cao thủ đến đối phó tôi. Hắn còn đặc biệt bố trí một trận pháp tặng tôi. Bây giờ chỉ là thủ lĩnh của một bộ phận mà thôi, cũng chẳng lợi hại như các anh nghĩ đâu. Tôi thấy cách này cũng được, dựa vào kỹ năng của Cát San thì đánh lén không thành vấn đề, cách rút lui cũng không có vấn đề gì. Đã đến lúc đó cậu ấy dụ hết đám người đó ra ngoài, chúng ta sẽ dễ dàng cứu người hơn nhiều. Sau đó chúng tôi cứ vậy mà chuẩn bị đến hơn 10 giờ tối. Sau đó chú hộ tử nói một tiếng thúc giục khởi động cano, nhóm người chúng tôi liền lên thuyền đi đảo Bồ Đài. Bởi vì hầu hết các đối thủ là người tu hành, chú hộ tử chỉ có thể đứng im một chỗ. Tôi đã đến đảo Bồ Đài 2 lần nên có kinh nghiệm hơn lần trước. Khi chiếc cano sắp đến gần đảo Bồ Đài, tôi liền bảo bạn chú hộ tử dừng thuyền lại, đồng thời dặn dò người bạn đó của chú hộ tử lái thuyền ra xa một chút, đợi tôi gọi điện thoại cho chú ấy thì chú ấy đến tiếp ứng. Bởi vì lần này Cát San muốn dẫn dụ tên Trần Đông Tiêu ra ngoài, đến lúc đó Cát San thể nào cũng nhảy xuống biển. Nếu lúc đó bọn họ thấy ở trên biển xuất hiện chiếc thuyền này, nói không chừng bọn họ sẽ giết chết ông ta luôn. Đây không phải là chuyện đùa. Nếu ông ấy bị người của Nhất Quan Đạo giết thì chúng tôi không thể trở về nữa. Sau đó nhóm chúng tôi nhảy xuống biển, bơi về phía đảo Bồ Đài. Rất nhanh tôi dẫn mọi người lên bờ từ chỗ bãi đá ngầm của đảo. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, mọi người đã đến gần trang viên đó. Khi chúng tôi vẫn còn cách trang viên 2 dặm, tôi nhìn Cát San và nói, Cát San, lần này dựa vào cậu rồi, cậu chính là chủ lực của nhóm chúng ta, nhất định phải dụ đám người này đi càng xa càng tốt, đám còn lại thì để chúng tôi xử lý. Ngay sau khi tôi nói xong, Cát San đột nhiên biến mất vào khoảng không. Sau đó chúng tôi chỉ có thể chờ đợi. Sau khi thấy đại đa số bọn họ đều rời khỏi, chúng tôi mới có thể lẻn vào bên trong trang viên. Cát San đi như vậy, đạo sĩ luộm thuộm lại ở bên cạnh châm chọc. Mọi người nghĩ lần này Cát San không xảy ra vấn đề gì chứ, mong cậu ta đừng bị bắt sống giống như lần trước. Lần này chúng ta không tìm được người để cứu cậu ta đâu, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta thôi. Tên nhóc nhà cậu không có việc gì đừng nói luyên thuyên, miệng quạ của cậu thật sự rất muốn ăn đòn. Thấy đến cả Cốc Hạo Nhiên cũng giận dữ với đạo sĩ luộm thuộm, tôi vội thêm dầu vào lửa,
Đợi đi, tôi rất tin tưởng vào năng lực của Cát San, người ta là đồ đệ của sát thủ số 1 Trung Hoa đấy. Không thể vì một lần thất bại mà nói người ta không được. Dù không được thì cũng mạnh hơn đạo sĩ La. Lần này cậu ta qua đây thì chúng ta coi như dẫn đạo sĩ La đi chơi một chút. Đến góp vui, đờ mờ, trước đó không biết ai sống chết đòi tôi đến đây đâu. Bây giờ lại nói như này, cậu tin tôi bỏ về không làm nữa không? Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cậu đi đi, cho dù cậu có bản lĩnh thì cậu có thể bơi về không? Dù sao chỉ có tôi mới có cách liên lạc với người lái cano. Được lắm Ngô Kiệt, mánh khóe của lão tử đều bị tên nhãi nhà cậu học được rồi. Càng ngày càng biết bịp người rồi, gan to lắm. Nhưng trong khi chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng hét từ hướng của trang viên. Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía cổng của trang viên. Sau đó tôi thấy Cát San lao từ cửa chính trang viên ra ngoài. Mà theo sau cậu ta là một đám người, tay ai nấy cũng đều cầm pháp khí, điên cuồng đuổi theo sau cậu ta. Lúc này Viên không nhìn về phía Cát San, cậu ấy hơi ngạc nhiên nói: Anh Ngô, anh nhìn xem trong tay Cát San cầm thứ gì kia. Viên không nói xong, tôi quay đầu nhìn một chút. Cát San thật sự đang cầm cánh tay đứt lìa của ai đó. Bạn đã bao giờ chứng kiến cách mà thế lực xã hội đen giày vò người khác chưa? Đến Mã Ngũ Phanh thầy cũng phải gọi bằng cụ. Ban đầu tôi nghĩ chuyến đi đến Hong Kong sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng không ngờ lại dính vào nhất quan đạo của Bạch Di Lặc. Thấy vậy tôi đành phải mời nhóm Cát San qua đây trợ giúp. Ngay khi chúng tôi thấy Cát San bị đuổi chạy từ trang viên ra, tôi liền biết cái điệu hổ ly sơn này đã thành công rồi. Hơn nữa càng bất ngờ là Cát San hình như đã chặt đứt một tay của Trần Đông Tiêu. Bởi vì trong đám người đó tôi thấy có một lão già một tay. Người này tu vi thâm hậu, chạy nhanh như gió. Lão vừa đuổi vừa chửi: Bắt sống lấy tên cướp, hôm nay tao phải giết sống nó. Sau khi bọn họ chạy đi xa, chúng tôi nhanh chóng đi về phía cổng trang viên. Rồi tôi thì thầm, tôi và đạo sĩ La đi ra đằng sau cứu người, mọi người thì ở bên cạnh tiếp ứng. Một khi cứu được người chúng ta lập tức rút lui. Có chúng tôi cậu cứ yên tâm đi, mau đi cứu người đó đi. Thấy vậy tôi liền nắm lấy cánh tay của đạo sĩ luộm thuộm, thi triển thần tiêu cửu lý đi về phía giam giữ Ma Nguyên Vượng. Không lâu sau chúng tôi đã đến trước căn nhà cấp 4 giam giữ Vượng Tử. Tôi thấy rằng A Khôn dùng cái kẹp kẹp một miếng sắt nóng rực. Hắn ta vừa nhếch mép cười nói: Anh Vượng, A Khôn lại tới tìm anh nè. Hôm nay tôi sẽ thăm hỏi anh nhé. Tôi muốn xem xương của anh cứng như thế nào. Gặp mày cũng giống như gặp chó. Lão tử bình thường chăm sóc mày như thế mà mày có thể bán đứng tao? Tên rác rưởi nhà mày cho dù có đe dọa thế nào thì ông nội mày cũng đếch sợ. Để tôi cho anh cứng cái miệng nhé. Nói rồi A Khôn liền ấn thẳng miếng sắt nóng rực lên người Vượng Tử. Ngay lập tức toàn thân Ma Nguyên Vượng run rẩy. Nhìn thấy cảnh này mà lòng tôi bừng bừng lửa giận. Ngay lập tức tôi phá cửa xông đến chỗ Vượng Tử. Tôi dùng kiếm chặt đứt dây xích trên người anh ta. Lúc này A Khôn nhìn thấy chúng tôi liền vô cùng sợ hãi. Hắn vội xoay người chạy ra phía cửa. Tuy nhiên trước khi tôi vào tôi đã thả vong nhi ra, nên A Khôn còn chưa tới cửa thì đã phải lùi lại. Hắn ta chỉ biết kinh hoàng hét lên: Mày đừng đến đây. Lúc này Ma Nguyên Vượng mới phản ứng lại. Vừa nãy anh ta còn cứng miệng, giờ thì đột nhiên khóc lóc nói với tôi: Thiếu gia Ngô, tôi cứ tưởng tôi sẽ không sống sót, không ngờ tôi còn có thể nhặt cái mạng này về. Anh Hổ đâu rồi? Chú ấy ở đảo Hong Kong. Chú ấy bảo cháu đến cứu chú đấy. Không nên ở lại lâu nơi này, chúng ta mau đi thôi. Nếu không, một lúc nữa đám người đó sẽ quay lại. Nhưng đột nhiên Ma Nguyên Vượng xoay người lấy ra một con dao. Anh ta vừa đi về phía A Khôn vừa nói: Tôi phải tự tay giết chết tên phản bội này, nếu không không thể xả cơn tức này được. Nói xong anh ta chém A Khôn mười mấy nhát dao. Ngay sau đó A Khôn kêu gào đau đớn. Lúc này đạo sĩ luộm thộm liền giục chúng tôi: Đừng lề mề nữa, mau đi thôi. Thấy vậy tôi vội đỡ Vượng Tử đi ra bên ngoài. Khi tôi thi triển thần tiêu cửu lý đưa hai người rời khỏi đây, đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng. Ngay lập tức tôi không thể thi triển thần tiêu cửu lý, hình như ai đó đã khóa trưởng khí gần đây. Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, sau đó tôi thấy Huyền Tâm Tử cầm phất trần đi về phía tôi. Đằng sau ông ta là mười mấy tên cao thủ của nhất quan đạo. Lúc này Huyền Tâm Tử lạnh lùng nói: Mấy ngày không gặp mà gan cậu cũng to phết nhỉ. Ban đầu ở Yến Bắc ta không giết được cậu, bây giờ mò đến đây cậu cho rằng có thể sống sót rời đi sao? Hôm nay ta phải báo thù cho sư đệ của ta. Ái chà lão già, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Tôi thấy gần đây ông gầy đi đấy, không còn giống con lợn nữa. Chắc hẳn ông chính là sản phẩm còn sót lại của hệ thống thoát nước. Cả ngày chỉ nghĩ về việc đối phó với chúng tôi, lòng dạ xấu xa. Lão già Huyền Tâm Tử biết bản thân không thể chửi lại đạo sĩ luộm thuộm, hắn liền nói với đám người đằng sau: Bắt sống chúng cho ta, một nhát dao thì quá hời đối với bọn chúng. Vừa dứt lời, đám người phía sau liền xông về chỗ chúng tôi. Thấy vậy, đạo sĩ luộm thuộm liền kích hoạt thanh kiếm lôi kích. Tôi thấy vô số dây leo xuất hiện trên mặt đất, trói chặt tay chân đám người đó. Nhân cơ hội này, tôi cũng kích hoạt thanh kiếm thắng tà, phun vào bọn chúng sức mạnh băng giá. Mấy kẻ tiến gần tôi liền bị đóng băng, lập tức đổ xuống đất. Cảnh tượng này trực tiếp khiến bọn chúng kinh sợ. Đạo sĩ luộm thuộm kinh ngạc:
Tiểu Kiệt, bản lĩnh cậu lại nâng cao rồi. Cậu học nó ở đâu thế? Thế nào, lâu ngày không gặp cậu có phải nên nhìn tôi bằng con mắt khác không? Đợi sau khi chúng ta rời khỏi chỗ này rồi tôi sẽ nói cho cậu. Lúc này, Huyền Tâm Tử hừ lạnh một tiếng nói, ta sợ là hôm nay các ngươi không rời khỏi đây được đâu. Nói xong Huyền Tâm Tử chớp mắt, phẩy phất trần lao về phía chúng tôi. Thấy vậy tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm cùng nhau ra tay. Hai thanh kiếm cùng tấn công ông ta. Ngay lập tức chúng tôi cảm thấy một lực tác động mạnh mẽ. Cả hai đều bị đánh lùi lại mấy bước. Nhưng đối với tình huống này tôi cũng có chút vui mừng. Điều này cho thấy tu vi của chúng tôi dạo gần đây có tiến bộ. Nếu là trước đây thì sớm bị hất bay rồi. Nhưng dù như vậy thì chúng tôi cũng không phải là đối thủ của Huyền Tâm Tử. Lúc này tôi liền thả hội chị Na ra. Sau khi Mị Linh xuất hiện, cô ấy trực tiếp đến bảo vệ Ma Nguyên Vượng. Đạo sĩ Luộm Thuộm vừa thi triển phép phân hồn Mao Sơn, vừa nói với tôi, lão già này rất khó giải quyết, vua bám váy phụ nữ như cậu nhàn nhã phết. Tôi biết rồi. Sau đó hai người chúng tôi lại một lần nữa xông về phía Huyền Tâm Tử. Nhưng lão già này dù sao cũng từng là đệ của phái Mao Sơn, tu vi vô cùng thâm hậu. Tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm cũng chỉ có thể cố gắng câu thời gian để đợi Cốc Hạo Nhiên tới. Lúc này hội Nguyễn Na cũng đánh nhau với mấy tên thuộc hạ của Huyền Tâm Tử. Trong trận đấu lần này Vong Nhi thông minh hơn nhiều, nhóc con chỉ bám lấy chân chị Na, khi tóc chị Na quấn người kia, nó lập tức trườn tới và cắn vào cổ đối phương, chẳng mấy chốc mà bọn họ xử lý được rất nhiều người. Nhưng tôi không ngờ là, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện từ hư không, thanh kiếm cầm trong tay đang bổ nhào về phía tôi, ấy vậy tôi nhanh chóng giơ thanh kiếm thắng tả lên để chặn lại. Lập tức bị anh ta đánh lùi lại. Lúc này Huyền Tâm Tử đột nhiên cười nói, Vương Hữu Sứ, đến đúng lúc lắm, giúp tôi xử lý thằng nhãi đó, bắt sống nó. Tả sứ yên tâm, thằng nhóc này cứ giao cho tôi. Sau khi nghe cuộc đối thoại của bọn họ tôi liền biết chuyện đổ sông đổ bể rồi. Không ngờ tên hữu sứ của hội Trần Đông Tiêu vậy mà lại ở đây. Người đàn ông này có thể thành hữu sứ, tu vi chắc chắn không kém cạnh. Tôi và đạo sĩ Luộm Thuộm đối phó với tên Huyền Tâm Tử đã đủ rồi, bây giờ còn phải sâu lâu một một thì chẳng phải ăn cám rồi sao? Lúc này Vương Hữu Sứ hét lớn lao về phía tôi. Thấy vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng đấu với hắn. Khi hai pháp khí chạm vào nhau, đột nhiên trên thanh kiếm của lão ta xuất hiện một lớp ánh sáng đỏ. Ngay lập tức tôi bị đánh ngã bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn lại lao tới, cầm dao muốn chặt hai chân tôi. Lúc này tôi giả vờ ngã xuống đất không trốn tránh. Sau khi tên Vương Tả Sứ đó đến gần thì tôi bắn hai nhát dao. Đòn này khí tên Vương Tả Hữu sợ không thôi, lập tức đưa kiếm ngang người và né sang một bên. Nhưng vì để tránh cho ông ta né đòn được, ba con dao búa tay áo được tôi bắn theo các hướng khác nhau. Vì vậy ông ta đã né được hai nhát, nhưng nhát thứ ba thì trúng bả vai của ông ta, ngay lập tức nó tạo ra thành một vết thương chảy đầy máu. Ấy vậy Vương Hữu Sứ tức giận nói, tên trộm, như vậy mà dám đánh lén ta, người tôi úp sọt nhiều lắm, ông tính là gì chứ? Tôi vừa dứt lời thì tên Vương Hữu Sứ càng thêm tức giận. Ông ta lại một lần nữa lao về phía tôi, lần này ánh sáng đỏ trên thanh kiếm của ông ta càng sáng hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt ông ta lại lao đến tôi. Nhưng lần này tôi không có thời gian để kích hoạt con dao búa trong tay áo của mình. Vì vậy tôi chỉ đành cắn răng dùng thanh kiếm thắng tả chặn hắn. Chính vào lúc này một ánh sáng của Phật Pháp bay đến chỗ tôi, lập tức khiến Vương Hữu Sứ lùi lại một đoạn. Sau đó Viên Không liền chạy tới và nói với tôi, anh Ngô, tôi tới trễ. Không trễ, cậu tới đúng lúc đấy. Cùng tôi xử lý lão già này đi. Lúc này Cốc Hạo Nhiên đã gia nhập vào trận chiến với Huyền Tâm Tử. Đạo sĩ Luộm Thuộm cũng bị cho ăn hành nên chấn thương không hề nhẹ. Sau khi thấy Cốc Hạo Nhiên đến, cậu ta gộp hai linh hồn lại, tiếp tục chiến đấu với Huyền Tâm Tử. Lúc này tôi phát hiện đám thuộc hạ mà Huyền Tâm Tử mang đến đã được nhóm chị Na giải quyết rồi. Lúc này đạo sĩ Luộm Thuộm thấy cơ hội, đột nhiên cậu ta lấy ra một chiếc chuông khống chế xác chết. Ngay lập tức tất cả các xác chết nằm trên mặt đất biến thành cương thi. Bọn chúng lần lượt lao về chỗ Huyền Tâm Tử và Vương Hữu Sứ. Ấy vậy tôi liền nói, Viên Không, chúng ta cùng xông lên. Nói xong tôi rút đinh gỗ đào ra ném lên đỉnh đầu. Ngay lập tức những chiếc đinh biến thành gai nhọn đâm về phía Vương Hữu Sứ. Mà Viên Không cũng ném tràng hạt trong tay về phía trước. Chẳng mấy chốc tràng hạt to giống như quả bóng rổ đồng loạt đánh về phía Vương Hữu Sứ. Đối mặt với cuộc tấn công mạnh mẽ từ phía chúng tôi, Vương Hữu Sứ đó đột nhiên hoảng sợ. Nhưng khi tôi cho rằng mình có thể giải quyết lão ta thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Ngay khi tôi nghĩ rằng mình có thể tiêu diệt được Vương Hữu Sứ, nhưng chẳng ngờ tên này đột nhiên khí thế đùng đùng hung hãn giáng xuống chúng tôi mấy nhát dao. Hắn ngay lập tức hóa giải mọi đòn tấn công của chúng tôi. Thấy vậy tôi liền lén lút lấy chiếc gương long hổ ra nói với Tiểu Hải Đường. Tiểu Hải Đường, người này có thể tiêu diệt hay không thì phải nhờ vào cô rồi. Nói xong tôi liền niệm thần chú. Ngay khi tên Vương Hữu Sứ chuẩn bị ra đòn, tôi liền cầm chiếc gương long hổ nhắm chuẩn vào hắn. Đột nhiên một ánh sáng vàng chiếu vào người Vương Hữu Sứ, nó trực tiếp làm gián đoạn Vương Hữu Sứ khiến hắn đứng nguyên tại chỗ.
Nhân cơ hội này tôi bắn một nhát dao vào Vương Hữu Sứ. Ngay lập tức hắn bị nổ thành trăm mảnh, trực tiếp xuống suối vàng. Nhìn cảnh này tôi cũng bị sốc, không ngờ tôi vậy mà có thể xử lý dễ dàng một tên cao thủ trong bộ phận nhất quan đạo ở Hong Kong. Tôi còn tưởng tôi chỉ có thể làm hắn bị thương, có lẽ bọn chúng sống ẩn giật quá lâu, khiến năng lực của bọn họ bị hao mòn rồi. Lúc này Viên Không ở một bên lẩm nhẩm niệm kinh: A Di Đà Phật, tội lỗi quá. Viên Không từ trước tới nay luôn trách trời thương dân, cho dù người này không phải do cậu ấy giết nhưng cậu ấy vẫn muốn giúp đỡ, nên Viên Không chắc chắn cảm thấy hơi tự trách. Thấy vậy tôi liền an ủi cậu ấy: Viên Không đừng áy náy nữa, người là do tôi giết, người này chính là tàn dư của nhất quan đạo, trước đây hắn chắc chắn làm không ít điều xấu xa, giết hắn cũng là thay trời hành đạo thôi. Nghe xong Viên Không không nói gì nữa mà xông về phía Huyền Tâm Tử. Thật không ngờ thực lực giữa tả hữu lại có khoảng cách lớn như vậy. Ngay lúc này cho dù Cốc Hạo Nhiên liên thủ với đạo sĩ Hộm Thuộc thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của Huyền Tâm Tử. Thấy vậy tôi vội vàng rút thanh kiếm thắng tả tiến lại gần phía sau tên Huyền Tâm Tử. Tôi nhắc kiếm muốn đâm xuyên hắn, nhưng lão già này hình như gắn mắt ở đằng sau lưng. Phất trần của hắn phẩy một cái, đập trúng vào thanh kiếm của tôi. Tôi lập tức bị đẩy lùi vài bước, còn đám cương thi trước đó đạo sĩ Lộn Thuộm tạo ra, bây giờ cũng đã bị Huyền Tâm Tử giải quyết sạch sẽ. Không hổ danh là đệ tử phái Long Hổ Sơn Chính Tông, đối phó với đám cương thi hay tất cả tà vật khác rất là nhanh gọn. Ngay khi tôi cầm kiếm xông lên, lúc này đạo sĩ Lộn Thuộm vội vàng ngăn tôi lại rồi nói: Tiểu Kiệt, cậu dẫn chú Vượng đi trước đi, mục đích của chúng ta là cứu người. Sau khi cậu đưa chú ấy rời khỏi đây thì nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Thế còn các cậu thì sao? Yên tâm, mọi người đều có cách để trốn thoát. Cậu mua đưa chú Vượng đi đi, nếu không khi Trần Đông Tiêu trở về thì cậu sẽ không đi được đâu. Nghe xong tôi lập tức cảm thấy khó xử. Nếu Trần Đông Tiêu thật sự quay lại thì hội đạo sĩ Lộn Thuộm chắc chắn không thể trốn thoát. Tôi không thể hãm hại anh em mình thế này được. Lúc này tôi nhìn Mị Linh, mắt liền lóe sáng. Tôi liền đi đến trước mặt cô ấy và nói: Mị Linh, cô dẫn Vượng Tử đi tìm một nơi để trốn đi, lát nữa chúng tôi sẽ đi tìm cô. Được, các cậu phải cẩn thận. Nói xong Mị Linh liền cầm lấy cánh tay của Vượng Tử dẫn chú ấy đi. Lúc này tôi nhìn mọi người đang chiến đấu với Huyền Tâm Tử, tôi liền dùng thanh kiếm thắng tà rạch một đường ở lòng bàn tay, rồi tôi bôi vết máu lên thanh kiếm. Chẳng mấy chốc thanh kiếm thắng tà được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ kỳ dị. Tôi cảm nhận được tà khí trên thân kiếm đang bùng phát dữ dội. Tôi liền lao về phía Huyền Tâm Tử, nhưng tên đó vẫn không để ý đến tôi. Lão nghĩ bản thân có thể dùng phất trần đánh tôi như trước, nhưng lần này tôi dễ dàng né được đòn tấn công của ông ta. Tôi còn giáng xuống một nhát kiếm, ngay lập tức phất trần của ông ta bị một lớp băng bao bọc lấy. Nó bị đóng băng thành một khối băng và không thể sử dụng được nữa. Tình huống này khiến Huyền Tâm Tử hơi kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo ông ta lại rút ra một bảo kiếm. Ông ta vung thanh kiếm dài về phía Cốc Hạo Nhiên. Thấy vậy tôi liền sững sờ, tôi cứ tưởng rằng pháp khí mạnh nhất của lão già này là phất trần, bây giờ xem ra lại chính là kiếm trong tay lão ta. Còn tư thế của Huyền Tâm Tử lúc này vô cùng quỷ dị, kiếm pháp mà ông ta sử dụng chính là phiêu giật hư tục. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy hoa mắt, đòn tấn công của Cốc Hạo Nhiên hình như cũng chậm đi không ít. Ngay sau đó anh ta không ngừng bị Huyền Tâm Tử đánh trả. Chúng tôi rất muốn tiến lên giúp đỡ Cốc Hạo Nhiên, nhưng chúng tôi chẳng thể đến gần, vì để đối phó với lão, chiêu tấn công thất xảo tiêu tâm kiếm anh ta cũng đã sử dụng. Nhưng giây tiếp theo Cốc Hạo Nhiên vẫn bị kiếm đâm trúng, anh ấy bị Huyền Tâm Tử đánh bay ra xa. Thấy Huyền Tâm Tử muốn giết chết Cốc Hạo Nhiên, mặt tôi và đạo sĩ Lộn Thuộm liền biến sắc. Chúng tôi vội vàng lao về phía Cốc Hạo Nhiên, ai mà biết tên Huyền Tâm Tử lại chỉ đang nhử đòn. Giây tiếp theo kiếm của ông ta đột ngột chạm xuống đạo sĩ Lộn Thuộm. Khi tôi kinh hãi tưởng đạo sĩ Lộn Thuộm sẽ ngỏm tại đây, đột nhiên một thế lực hư không xuất hiện. Cát San xuất hiện ngay sau Huyền Tâm Tử, một nhát kiếm đâm mạnh vào sau tim. Thấy vậy Huyền Tâm Tử nào còn dám giết đạo sĩ Lộn Thuộm, ông ta vội vàng né tránh. Đáng tiếc tốc độ của hắn còn có chút chậm, Cát San đâm thẳng vào sau thắt lưng. Mà lúc này Huyền Tâm Tử kinh hãi nhìn Cát San, đột nhiên ông ta biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo thì ông ta xuống hiện cách chúng tôi 100 mét. Tôi chỉ có thể nói là tên này chó vãi, thấy bản thân đánh không lại thì chuồn. Lúc này đạo sĩ Lộn Thuộm vội vàng nói: Nhanh lên, ông già đó bị thương còn muốn bỏ trốn, chắc chắn không thể chạy đi xe được. Đừng đuổi theo nữa, giờ chúng ta chạy trốn khỏi đây mới quan trọng. Sau khi tôi dụ bọn người kia xuống biển thì quay lại, bọn họ không tìm thấy tôi chắc chắn sẽ quay lại. Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách, chúng ta vẫn nên chuồn thôi. Thế vậy tôi liền tiến lên đỡ Cốc Hạo Nhiên, kêu gọi mọi người mau rời đi. Nhưng khi tôi dựa vào ấn thiên cương để liên lạc với Mị Linh thì tôi phát hiện sắc mặt Mị Linh không tốt lắm. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi hỏi thêm, tôi liền hỏi Cát San: Cát San, cậu dẫn bọn họ đến nơi nào? Tất cả họ đều được tôi dẫn đến phía tây bắc, bây giờ đã cách hòn đảo nhỏ này hơn 10 dặm, khoảng nửa tiếng bọn họ cũng sẽ chưa chắc trở lại được. Nghe anh nói, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho bạn chú hộ tử.
Anh trai, anh lái thuyền đến góc đông nam của đảo, chúng tôi đang đợi anh ở đó. Anh nhanh lên nhé. Nói xong tôi cùng mọi người đi về phía đông nam của hòn đảo. Ngay khi đến nơi tôi liền tìm một tảng đá để ẩn nấp. Nhưng chính vào lúc này, tôi chợt thấy xung quanh nổi lên màn sương mù trắng. Thấy vậy tôi liền cảm nhận nó một chút. Tôi phát hiện khí xung quanh chúng tôi có sự dao động. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Tôi ngay lập tức hét lên. Không ổn, có một vòng tròn ma thuật ở đây. Chúng ta bị tính kế rồi. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên. Ngô Kiệt, các ngươi đã tới đây rồi thì đừng hòng sống sót rời khỏi. Ta đã sớm bố trí nhiều trận pháp ở đây. Đợi cậu tự chui đầu vào. Cậu cứ đợi đi, tôi đã thông báo cho thủ lĩnh Trần rồi. Lát nữa ông ta tới thì các ngươi chạy đằng trời. Huyền Tâm Tử, lão già chất tiệt, biết giờ trò sau lưng thì có giỏi vác mặt ra đây nào. Xem tôi đâm chết ông không. Mẹ nó, hôm nay tôi nhất định phải chồng ông vào chậu hoa, để ông biết thế nào gọi là người thực vật. Nhưng lúc này sắc mặt Cát San âm trầm. Cậu ta không nói gì mà biết mất tăm hơi. Sau đó tôi chậm rãi nói. Tôi đoán lão già đó ban nãy vẫn chưa chạy xa, mà trốn ở xó xỉnh nào đấy nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta, nên lão mới ra đây bày trận pháp trói chúng ta ở đây. Nói rồi tôi lấy ra một lá bùa dẫn đường ném về trước mặt. Đồng thời tôi lấy la bàn ra để tìm mắt của pháp trận. Sau một lúc kim chỉ trên la bàn chỉ về một hướng cố định, nó không động đậy nữa. Lúc này tôi mới phát hiện ra ban nãy là tên Huyền Tâm Tử bốc phét. Trận pháp này có lẽ không phải do ông ta sắp xếp trước, hơn nữa cũng không phải pháp trận, chỉ là có thể nhốt chúng tôi lại mà thôi. Trong một thời gian ngắn như vậy, ông ta không thể bố trí được nhiều trận pháp lợi hại. Sau khi xác nhận pháp trận này không phải là sát trận, ngay lập tức tôi bình tĩnh dẫn mọi người về phía mắt trận. Ngay sau đó tôi thấy một gò đất nhô lên phía trước, bên trong còn có sát khí nổi lên cuồn cuộn. Tôi liền đập ấn điên cương về phía gò đất đó. Ngay lập tức một nhát kiếm tập kích tôi. Chính vào lúc quan trọng tôi liền thi triển thần tiêu cửu lý né sang bên cạnh. Nhưng giây tiếp theo, hai con dao găm đâm vào chỗ tôi vừa mới đứng. Ngay lập tức tôi nhảy dựng lên vì sợ hãi. Không cần phải nói, lão già kia chắc chắn ở gần đây. Chính vào lúc này thì Cát San xuất hiện. Giây tiếp theo cậu ta phát hiện được tung tích của Huyền Tâm Tử, liền lao về hướng của lão ta. Huyền Tâm Tử biết được sự đáng sợ của Cát San, ngay lập tức ông ta chuồn vào màn sương. Tôi nhân cơ hội này bước tới và phá hủy mắt trận. Một lúc sau, sương trắng xung quanh tiêu tán đi rất nhiều. Mà lúc này trên biển chợt xuất hiện một chiếc cano. Chính là bạn chú Hổ Tử đã tới. Thấy vậy tôi vội hét lên. Anh mau chạy đi, đừng quản bọn tôi nữa. Lúc này, Huyền Tâm Tử cũng từ trong sương mù xuất hiện. Hắn nhanh chóng tiếp cận chiếc cano. Khi tôi nghĩ bạn chú Hổ Tử lành ít dữ nhiều, ai biết anh ta đột nhiên rút súng ra, bắn hai phát về phía Huyền Tâm Tử. Huyền Tâm Tử đột ngột sợ hãi chuyển hướng, nhanh chóng né sau một tảng đá. Sau đó không biết anh ta nhìn thấy thứ gì mà mặt bỗng biến sắc. Ngay sau đó anh liền đổi hướng cano, rất nhanh đã chạy mất. Thấy vậy tôi mới quay đầu lại nhìn. Tôi tìm thấy một ông già bị gãy tay đang cầm một cây sao dài trên tay. Ông ta đang nhanh chóng tiến đến gần chúng tôi, mà đằng sau ông ta là cả một đám người đang hô hào. Lập tức sắc mặt mấy người chúng tôi biến sắc. Chúng tôi đoán lão già cụt tay đó chính là Trần Đông Tiêu. Bạn biết nơi nào đâu đâu cũng là vàng không? Ngay sau khi nhóm người chúng tôi đến Hồng Kông để cứu người, tôi mới hiểu vì sao nơi đây được mệnh danh là vàng ở khắp mọi nơi. Sau khi chúng tôi đã cứu được Ma Nguyên Vượng huynh đệ của chú Hộ Tử, khi chuẩn bị rời khỏi đảo thì chúng tôi bị pháp trận của tên Huyền Tâm Tử giữ chân lại. Hắn dẫn tên cầm đầu của bộ phận nhất quan đạo ở Hồng Kông đến. Nhìn tình huống này mặt chúng tôi đều biến sắc. Nhưng trước đó lão già Trần Đông Tiêu đã bị Cát San chặt đứt một cánh tay. Tôi vẫn không biết rốt cuộc thực lực của ông ta như thế nào. Lúc này Huyền Tâm Tử cười nham hiểm nói. Ngô Kiệt, đây chính là kết cục của việc mi đắc tội với ta. Các người chờ chết đi. Nhưng sau khi Huyền Tâm Tử nói xong, sau lưng Trần Đông Tiêu liên tục có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong phút chốc 7-8 người ngã xuống vũng máu. Không cần nói tôi cũng biết đó là chiêu trò của Cát San. Thấy vậy sắc mặt Trần Đông Tiêu vô cùng khó coi. Lão ta cũng biết chính Cát San là người chém đứt tay lão. Nhưng ông ta dẫn theo người truy đuổi lâu như vậy mà chẳng tìm thấy gì, còn bị tên Cát San xoay vòng vòng. Thấy vậy Trần Đông Tiêu cũng không để ý chúng tôi nữa, mà hắn trực tiếp cầm giáo chạy về phía Cát San. Nhưng Trần Đông Tiêu cũng không dễ dàng giết được Cát San. Cát San giây sau liền biến mất vào không gian không một dấu vết. Nói thật trong nhóm người chúng tôi đỉnh nhất vẫn là Cát San. Trần Đông Tiêu rõ ràng có thể đánh được tên nhóc này, nhưng ông ta không thể tìm ra tên nhóc đó. Nhân lúc bạn không chú ý, đột nhiên giáng một nhát dao, như vậy ai mà chịu được. Lão già Trần Đông Tiêu dường như bị chọc cho phát điên, lão chỉ có thể mắng chửi. Tên trộm kia, có giỏi thì ra đấy đấu 300 hiệp với ta. Thủ lĩnh Trần, chúng ta không cần phải vội với tên nhóc đó. Chúng ta trước tiên lại bỏ mấy người này rồi tính tiếp. Sau khi nghe lời của Huyền Tâm Tử xong, Trần Đông Tiêu thấy sau khi Cát San biến mất mà không còn xuất hiện nữa thì lão mới yên tâm. Sau đó lão cùng Huyền Tâm Tử bao vây mất người chúng tôi lại.
nhưng cả hai trước đó đều hứng một đòn của Cassan, nên bọn họ chắc chắn không mạnh như trước nữa. Sau đó, đạo sĩ Lộm Thuộm cùng với Cốc Hạo Nhiên đối phó với tên cụt tay Trần Đông Tiêu. Còn tôi và Viên Không thì đối phó với Huyền Tâm Tử. Nhưng mặc dù Trần Đông Tiêu chỉ còn một tay, nhưng tuyệt chiêu của ông ta vẫn rất lợi hại. Một chiêu liền khiến Cốc Hạo Nhiên lùi mấy mét. Thấy vậy, đạo sĩ Lộm Thuộm cũng trực tiếp phun ngọn lửa hồng liên nghiệp về phía Trần Đông Tiêu. Nhưng tên Trần Đông Tiêu không hề để tâm đến đạo sĩ Lộm Thuộm. Ngọn giáo trong tay rung chuyển, ngọn lửa hồng liên nghiệp vậy mà bị cây giáo hút vào. Ngay sau đó, tôi thấy ngọn lửa hồng liên nghiệp cháy theo cây giáo. Cuối cùng, lão ta xoay đầu giáo phun về phía đạo sĩ Lộm Thuộm. Nhưng may thay, đạo sĩ Lộm Thuộm đã phản ứng lại kịp thời né tránh. Sau đó Cốc Hạo Nhiên cũng không thăm dò nữa, mà anh ta xông lên cùng với đạo sĩ Lộm Thuộm, dưới sự tấn công bên trái và bên phải của hai người. Lão già Trần Đông Tiêu vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng may mà đạo sĩ Lộm Thuộm sử dụng chiếu kiếm bắt quái của phái Mao Sơn. Mặc dù tính tấn công không mạnh nhưng tính đề phòng cũng ổn. Một lúc sau, tên Trần Đông Tiêu cũng không có cách nào đánh bại hai người bọn họ. Thấy vậy, tôi liền cùng Viên Không tập trung đối phó với Huyền Tâm Tử. Bởi vì lão già này bị thương ở eo, nên hai chúng tôi vẫn chống được, nên chúng tôi không ngừng tấn công lão. Nhưng khi chúng tôi đang đánh nhau, thì một nhóm đồ đệ mà Trần Đông Tiêu mới đem đến lại xông về phía chúng tôi một lần nữa. Mặt tôi méo sạch khi thấy cảnh này. Mặc dù đám nhãi nhép này lực chiến đấu không mạnh, nhưng bây giờ chúng tôi cũng không rảnh để ra tay. Nhìn thấy đám người này không ngừng đi tới, Cassan vừa biến mất đột nhiên lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc thần không biết quỷ không hay, vô số người đã ngã xuống vũng máu. Thủ đoạn giết người này khiến người ta sững sờ. Phải thừa nhận Cassan rất đỉnh. Mặc dù Trần Đông Tiêu lợi hại, nhưng Cassan sẽ không trực tiếp đấu với ông ta, mà chỉ có thể dọn dẹp đám nhãi nhép xung quanh. Bây giờ trên hòn đảo này, người có thể đấu với Cassan chỉ có Trần Đông Tiêu, Hữu Sứ và Tả Sứ thôi. Còn những tên khác đều bị Cassan giết bằng một nhát kiếm. Trần Đông Tiêu lúc này đang chiến đấu, chứng kiến cảnh đó, ông ta cũng rất đau đầu. Không lâu sau, tất cả đều nằm la liệt. Nếu cứ như vậy, thì bộ phận nhất quan đạo ở Hong Kong chỉ còn lại mỗi mình lão. Thấy vậy, Trần Đông Tiêu tức giận đùng đùng, cây giáo trong tay ông tay lắc một cái liền khiến Cốc Hạo Nhiên lùi mấy bước. Sau đó, lão ta liền thi triển phép lao về phía Cassan. Nhưng Cassan phản ứng rất nhanh, anh ta lại biến mất vào hư không. Lúc này Trần Đông Tiêu thật sự muốn mắng chết người, nhưng lần này đạo sĩ Lộm Thuộm đã chớp lấy thời cơ. Cậu ta lắc chuông khống chế xác chết, miệng lẩm nhẩm thần chú. Mấy đám nhãi nhép vừa bị Cassan giết liền trở thành cương thi. Bọn chúng trực tiếp bao vây đám người còn lại. Đám người kia có bao giờ nhìn thấy cảnh này đâu. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị đám cương thi của đạo sĩ Lộm Thuộm giết chết. Mà lúc này Trần Đông Tiêu như phát điên, lão không ngừng đánh cây giáo vào đám cương thi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là lão già đó có thể một nhát xuyên thủng ngực đám cương thi. Bởi vì đám cương thi này cơ thể mình đồng da sắt. Điều này đủ khiến tôi thấy Trần Đông Tiêu mạnh cỡ nào. Nhưng đám cương thi đó rất đông, mà đều là người trong hội của lão. Hơn nữa lão còn đang bị đạo sĩ Lộm Thuộm và Cốc Hạo Nhiên tấn công, nên lão ta cũng bắt đầu hơi tốn sức. Lúc này Huyền Tâm Tử cũng thấy được điều đó, mặt lão có chút hoảng hốt. Lão hồ ly này tâm địa độc ác, có lẽ lúc hắn chú ý đến chỗ Trần Đông Tiêu, nếu chẳng may Trần Đông Tiêu thua nhóm đạo sĩ Lộm Thuộm, vậy thì ông ta có thể chuồn bất kỳ lúc nào. Sau đó tôi thấy mặc dù Trần Đông Tiêu lợi hại, nhưng một tay cũng rất khó đối phó với mười mấy tên cương thi. Cốc Hạo Nhiên ở bên cạnh thấy thời cơ đến, anh ta liền hô lên một tiếng rồi thi triển kiếm thất xảo tỏa tâm. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay anh biến thành vô số bóng kiếm hướng về phía Trần Đông Tiêu. Còn Trần Đông Tiêu thì lão không ngừng cầm giáo né đòn. Nhưng chính lúc này, đằng sau Trần Đông Tiêu đột nhiên xuất hiện bóng người của Cassan. Lần này cậu ta vừa xuất hiện, hai con dao ngắn trong tay đồng thời đâm vào người Trần Đông Tiêu. Nhưng Trần Đông Tiêu phản ứng cũng nhanh, ông ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vội vàng né sang một bên. Nhưng con dao găm trong tay Cassan vẫn đâm lên người Trần Đông Tiêu, hơn nữa còn xuyên qua người ông ta. Trần Đông Tiêu sau khi ăn một đòn đau đớn, ông ta liền hướng giáo về phía Cassan. Nhưng Cassan tấn công lại không hề hiếu chiến, thậm chí còn cậu ta còn không rút dao găm ra, mà lại một lần nữa trốn vào hư không. Mà Trần Đông Tiêu tung đòn chẳng thu hoạch được gì, liền dùng ngọn giáo chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể. Sau đó lão ta không ngừng quan sát xung quanh, lão muốn tìm dấu vết của Cassan. Nhóc con kia mau ra đây, để ta biết mi là ai. Cả đời này ta tung hoành trong giang hồ, không ngờ hôm nay lại bại trong tay mi. Nếu ta có chết, thì ta cũng phải biết mình chết trong tay ai. Chỉ có thể nói Trần Đông Tiêu hiện tại đã sức cùng lực tận, thiếu một cánh tay, lưng còn bị Cassan đâm một nhát. Mà hơn nữa lão ta còn chưa cả kịp tiếp cận gần Cassan. Nhưng vào lúc này Huyền Tâm Tử nhìn thấy cảnh này, thấy Trần Đông Tiêu hết hy vọng, lão liền thi triển phép chớp mắt đã xuất hiện ở một nơi rất xa. Dù tôi thấy nhưng tôi cũng chẳng đuổi, tu vi của lão cao hơn tôi, thần tiêu cửu lý của tôi chắc chắn sẽ không mạnh bằng lão. Sau đó tôi và Viên Không cũng đi về phía Trần Đông Tiêu. Lúc này Trần Đông Tiêu đã bị mấy người chúng tôi bao vây lấy,
Không lâu sau Cát San xuất hiện từ khoảng khôn. Thấy vậy Trần Đông Tiêu yếu ớt hỏi, nhóc con cậu rốt cuộc là ai? Tôi tên là Cát San, sư phụ của tôi tên là Sa Thiên Lý. Thấy Cát San nói tên, Trần Đông Tiêu liền sửng sốt. Sau đó ông ta cười nói, chẳng trách lợi hại như vậy. Tôi nói này người trẻ tuổi, cậu vậy mà lại biết thủ đoạn ám sát khoa trương như thế. Hóa ra là đệ tử của sát thủ số 1 Trung Hoa. Hôm nay ta ngỏm cũng không tiếc. Nói đến đây Trần Đông Tiêu không khỏi bùi ngùi. Lão lập tức nhìn về Phương Sa Hưng vấn nói, thủ lĩnh, có khôi phục được thời kỳ đỉnh cao của Nhất Quan Đạo hay không? Tôi không chờ được ngày đó rồi, ngài nhất định phải báo thù cho tôi đấy. Nói rồi Trần Đông Tiêu chĩa giáo vào tim mình, một nhát giáo tiến ông ta về trời. Cái chết của lão tác động rất lớn đến tôi, đây chỉ là thế lực tàn dư của Nhất Quan Đạo, hơn nữa ở cái đảo Hong Kong nhỏ bé đã có thế lực mạnh như vậy. Vậy thì khắp nơi trên đất Trung Hoa đều có tàn dư của Nhất Quan Đạo, chỉ là bọn chúng đều đang lẩn trốn mà thôi. Nói như vậy thì Trần Đông Tiêu đã biết chuyện của Bạch Di Lặc. Rất nhanh chuyện này sẽ chuyển ra khắp nơi, xem ra trận chiến gió tanh mưa máu là điều không thể tránh khỏi. Mà lần này mấy người chúng tôi đã kết thù với Nhất Quan Đạo, quan trọng hơn là con cáo già Huyền Tâm Tử đã chạy mất. Nhưng mục đích của chuyến đi này là cứu sống huynh đệ của chú Hổ Tử, thì cũng coi như là đã thành công. Sau đó đạo sĩ luộm thuộm lắp chiếc chuông trong tay, đám cương thi kia liền trở thành xác chết bình thường ngã ra đất. Sau đó đạo sĩ luộm thuộm phun ngọn lửa hồng liên nghiệp đốt xác của bọn họ. Sau khi làm xong những thứ này, ánh mắt đạo sĩ luộm thuộm thay đổi nói, Tiểu Kiệt, đám người của bộ phận Hong Kong gần như bị tiêu diệt rồi, chúng ta cũng không phải lo lắng nữa, bây giờ chính là lúc làm giàu, chúng ta hãy đi đến trang viên xem một chút, xem có kết sắt hay gì không. Chúng ta không thể phí công đến đây, quả nhiên tên nhóc này chỉ thích đi trộm đồ, dù sao tôi vẫn nợ cậu ta một khoản tiền lớn. Nhưng giây tiếp theo Cát San lại đột nhiên biến mất, tôi còn không có cơ hội nịnh hót cậu ta. Chuyến đi đến Hồng Kông tất cả đều nhớ Cát San, tôi phải thân thiết với cậu ta. Sau đó chúng tôi nhanh chóng bước vào trang viên, vừa vào tên đạo sĩ luộm thuộm này đã vội vàng đi tìm kho báu. Nhưng một lúc sau cậu ta đi về phía tôi rồi giận dữ và nói, chúa bám váy phụ nữ, không phải cậu nói đảo Hong Kong giấu vàng sao? Ông nội nhà cậu, tôi đã tìm kiếm khắp các phòng, một sợi lông cũng đếch có, như này là nghèo đến mức nào hạ trời. Tên nhóc nhà cậu chắc tìm không đúng nơi rồi, tiền người ta giấu làm sao có thể dễ dàng để cậu tìm thấy chứ. Nói rồi tôi gọi Nhị Linh và nói với cô ấy, Nhị Linh, cô thử đi tìm thử xem có chỗ này có mật thất hay không. Bởi vì Mỹ Linh là linh hồn nên cô ấy nhạy cảm hơn nhiều so với các giác quan của con người, hơn nữa cô ấy còn có thể xuyên qua tường, để cô ấy đi tìm là tốt nhất. Một lúc sau Mỹ Linh quay trở lại, cô ấy nói rằng ở căn phòng hướng bên trái của tầng 1 có một mật thất, cô ấy bảo chúng tôi mau qua đó xem. Ngay sau đó chúng tôi đi theo Mỹ Linh đến căn phòng mà cô ấy nói. Sau đó Mỹ Linh nhìn vào chiếc bình bên cạnh và nói, xoay chiếc bình đó sang trái, ta có thể mở lối vào mật thất của căn phòng này. Khi đạo sĩ luộm thuộm nghe xong, cậu ta vô cùng hăng hái. Ngay khi Mỹ Linh nói xong, cậu ta đi tới và xoay chiếc bình. Sau đó một tiếng ầm ầm vang lên, một tầng trong góc phòng đột nhiên mở ra. Mấy người chúng tôi vội vã đến để xem, lập tức chúng tôi thấy một bức họa khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bạn cũng biết trên thế giới này có một loại người vô diện trời sinh. Nghe nói loại người này sẽ ăn cắp tướng mạo và số mệnh của người khác. Nếu như gặp phải loại người này thì 10 năm tiếp theo sẽ luôn xui xẻo. Ngay sau khi Huyền Tâm Tư kia bỏ trốn và Trần Đông Tiêu tự vẫn, bọn họ quay về trang viên dự định vơ vét tiền của nhóm Nhất Quan Đạo này. Sau đó dưới sự trợ giúp của Mỹ Linh, bọn họ đã thuận lợi tìm được mật thất ẩn giấu trong trang viên này. Khi bọn họ đang phấn khích xem đồ cổ ngập tràn mật thất, lúc này đạo sĩ luộm thuộm quát mắng, cái này là do ai làm, lại đi tắt vào đường lui của lão tử. Nghe thấy những lời này, anh ấy vội vàng đưa mắt nhìn qua, thì phát hiện mấy cái két sắt ở sâu bên trong mật thất đều đã mở ra. Lúc này bên trong đã trống không, chỉ còn một ít vàng và đô la rải rác trên đất. Vừa nhìn anh đã biết là chuyện gì rồi, đây là do Huyền Tâm Tử làm, ông ta là tả sứ của nhóm Nhất Quan Đạo, hiểu rất rõ nơi đây có đồ vật gì đáng giá, chắc chắn khi ông ta chạy trốn đã đến đây tiện tay lấy những vật đó đi. Nhưng bởi vì Huyền Tâm Tử kia gấp đi nên không kịp mang quá nhiều đồ vật đi, cho nên vẫn còn không ít đồ tốt bị để lại. Thấy vậy anh bèn cùng với đạo sĩ luộm thuộm cất những món còn sót lại kia vào. Sau đó anh liên hệ bạn của chú Hổ Tử đến đón bọn họ. Sau khi gặp mặt chú Hổ Tử, bọn họ tiếp tục quay về Yến Bắc. Sau đó anh và đạo sĩ luộm thuộm lấy toàn bộ vật báu đã vơ vét được ra, bảo chú Hổ Tử mang đi đổi thành tiền. Sau khi đợi chú Hổ Tử quay về, bọn họ biết được những vật báu đó đủ để đổi được hơn 36 triệu tệ. Con số này lập tức khiến cho tất cả người ở đó vô cùng kinh ngạc. Á lắm, phát tài rồi, chia cái này ra trung bình mỗi người cũng có thể lấy được hơn 7 triệu. Quả nhiên vẫn là đi ăn cướp nhanh có tiền. Anh thấy chú Hổ Tử đã chia xong khoản tiền 36 triệu này vào thẻ, thế là bèn mang qua lần lượt chia cho từng người. Khi anh phát đến cốc Hạo Nhiên, đột nhiên hắn xúc động nói,
Tú Kiệt à, anh của cậu cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Tôi mang về tiêu thế nào đây? Cốc đại ca anh thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế đấy. Tốt nhất là có thể tìm cho chúng tôi một chị dâu. Lúc này đạo sĩ luộm thuộm cũng nói góp vui. Tiểu Kiệt nói đúng, Cốc đại ca anh mau tìm một nàng dâu đi. Tôi thích ăn sủi cảo chị dâu gói. Nếu như sang năm tìm được chị dâu thì chúng tôi đều sẽ đến nhà anh đón năm mới. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Sau đó anh lại đưa thẻ cho Cát San cười nói, Cát San thật sự là rất cảm ơn cậu. Lần này tiêu diệt nhóm cảng đảo của Nhất Quan Đạo cậu chính là chủ lực. Nếu như không có cậu tất cả chúng ta đều không thể trở về. Sau này chúng ta phải liên lạc với nhau nhiều. Nếu như còn gặp phải chuyện như vậy nữa vẫn hy vọng lão đệ Cát San có thể đến giúp đỡ. Được anh Ngô, chỉ cần có chuyện anh có thể gọi tôi. Cùng làm việc lớn với anh rất kích thích. Dù sao thì sư phụ cũng bảo tôi phải rèn luyện xử một vài cao thủ nhiều hơn. Đi đâu xử cũng như nhau cả. Nghe thấy lời này của Cát San anh lập tức vui như nở hoa. Cuối cùng thì cũng đưa cậu ta vào đội nhóm nhỏ này của bọn họ. Trải qua hai lần hợp tác bọn họ cũng nhìn thấy được thực lực của Cát San. Cậu ta không ra tay nhưng một khi ra tay thì chắc chắn có tổn thất. Hành động ở cảng đảo lần này tất cả đều nhờ cậu ta đã làm cho Huyền Tâm Tử và Trần Đông Tiêu. Nếu không thì bọn họ thật sự không chắc có thể đánh thắng trận chiến ác liệt này. Cuối cùng anh đưa thẻ cho Viên Không rồi nói, lão đệ Viên Không, số tiền này cậu nhất định phải cầm. Lần này cậu cũng bỏ ra không ít sức lực. Ngô, tôi không thể nhận. Người xuất gia tứ đại giai không? Những thứ vàng bạc này chỉ ảnh hưởng đến việc tu hành của tôi. Anh chỉ cần thanh toán tiền xe đi lại của tôi là được. Đó là tiền nhang đèn hơn nửa năm của chùa chúng tôi. Cậu vẫn cứ cầm đi, cứ xem như là kinh phí hoạt động sau này. Về sau tôi cũng không cần sử dụng đến tiền nhang đèn của chùa. Đúng vậy lão đệ Viên Không, cậu cũng bỏ ra nhiều sức lực, không thể để tên vua bám váy phụ nữ này được lợi. Nhưng tất cả bọn họ nói như thế nào Viên Không vẫn không nhận. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ đành chia tiếp 7 triệu của Viên Không. Nhưng anh giữ riêng cho Viên Không 100 ngàn. Lần này tất cả bọn họ đều thái độ cứng rắn bảo Viên Không cất vào. Thấy vậy Viên Không đành phải đồng ý. Sau đó bọn họ đều nói từ biệt với anh rồi rời đi. Mà chuyện lần này tuy đã kết thúc, nhưng trong lòng anh vẫn chưa yên. Bởi vì tên Huyền Tâm Tử vô cùng nguy hiểm kia lại chạy mất rồi. Tên này quỷ kế đa đoan, mưu mô xảo quyệt, nhất định phải thủ tiêu ông ta mới được. Nghĩ đến đây anh lập tức gọi điện thoại cho Kim Đại Quản gia, bảo anh ta giúp anh theo dõi tung tích của Huyền Tâm Tử. Một khi có tin tức thì thông báo cho anh. Ngoài ra anh còn nhờ anh ta chú ý Hắc Long Vương của Thái Lan. Tên này cũng rất nham hiểm, nói không chừng một lúc nào đó sẽ đến gây phiền phức cho anh. Bây giờ anh không dám tùy tiện đi đến Đông Nam Á. Dù sao thì lần trước đã xử nhân vật thứ ba của Hắc Thủy Ma Giáo Đại Ngõa Phiến Tử. Nếu như lần này đến Đông Nam Á bị người của Hắc Thủy Ma Giáo nhắm phải, thì muốn sống sót quay về cũng khó. Cho nên người này nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Lúc này chú hộ tử đi đến nói, thiếu gia, ông chủ tưởng giới thiệu công việc làm ăn cho chúng ta. Là một người bạn họ ngụy của ông ta phong thủy trong nhà có vấn đề, ở tại phía bắc của Yến Bắc, muốn mời chúng ta qua đó xem. Được, ông bảo người bạn đó của ông chủ tưởng trực tiếp liên hệ với chúng ta đi. Sau đó không lâu, ông chủ tưởng kia đã liên lạc với chú hộ tử và cũng chuyển tiền đặt cọc qua. Mà lần này chú hộ tử cũng không phải là dáng vẻ rất vui vẻ, chề môi nói với anh, thiếu gia, ông chủ tưởng này khá là keo kiệt, chỉ đặt cọc 100 ngàn, cũng không béo bở gì. Bình thường xem phong thủy chúng ta cũng lấy giá 300 ngàn. Chú hộ tử, chúng ta đừng vì việc lớn kiếm nhiều tiền và xem thường các mối làm ăn nhỏ. Qua đó xem đi. Sau đó bọn họ dựa theo địa chỉ ông chủ ngụy cho đi qua đó. Rất nhanh anh đã nhìn thấy ông chủ ngụy ở trước cổng một căn biệt thự. Ông chủ ngụy này là một người đàn ông trung niên mập mạp đầu hói, trông khoảng 50 tuổi, còn đeo một cặp mắt kính gọng đen, một bộ dạng của lãnh đạo lớn. Ông chủ ngụy kia vừa nhìn thấy anh đã tiếp đón nói, nghe danh Ngô thiếu gia đã lâu, sớm đã nghe thành Yến Bắc chúng ta có một vị đại sư phong thủy được gọi là vua phong thủy. Anh chính là học trò giỏi của ông ấy, hôm nay gặp mặt vô cùng vinh hạnh, ngưỡng mộ ông chủ ngụy đã lâu. Ông muốn xem phong thủy âm trạch hay là phong thủy dương trạch? Ngô thiếu gia, tôi muốn mời anh xem phong thủy của ngôi nhà ở phía sau lưng tôi đây. Biệt thự này đã xây dựng được nửa năm nhưng chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra không ngừng. Có lẽ là phong thủy đã có vấn đề, muốn mời Ngô thiếu gia xem. Nghe thấy những lời này, anh bèn mở thiên nhãn nhìn căn biệt thự ở trước mặt. Chỉ thấy xung quanh căn biệt thự này lại bao phủ bởi một tầng âm khí lờ mờ. Đây chắc chắn là chuyện tâm linh, 300 ngàn cũng không làm nổi. Nhưng anh không vội vàng nói ra, mà tìm một chỗ cao ở gần đó để quan sát bố cục phong thủy của căn biệt thự này. Bởi vì nhiều lúc một nơi xảy ra vấn đề cũng không chỉ có một nguyên nhân, cho nên anh nhất định phải kiểm tra hết mọi phương hướng mới có thể đưa ra dự tính tiếp theo. Vì vậy anh lấy la bàn ra đo đạc, mà điều kỳ lạ là phong thủy của biệt thự này cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy rốt cuộc âm khí này đến từ đâu? Thấy vậy anh bèn chạy về trước cổng biệt thự hỏi, ông chủ ngụy, đất nền này ông mua từ đâu vậy? Đây là tôi đã bỏ không ít tiền để mua từ trong thôn. Nhà cũ của tôi trước đây ở trong thôn này.
Về sau tôi cảm thấy thôn của chúng tôi có thể phải phá dỡ rồi. Cho nên xây một căn biệt thự ở đây. Bình thường tôi đều ở trong thành cùng với mấy đứa nhỏ. Chỉ có ngày nghỉ mới đến đây chơi. Vậy sau khi ông ở căn biệt thự này đã gặp phải chuyện kỳ quái gì? Vậy thì nhiều, khi tôi và người nhà vừa vào ở ngôi biệt thự này. Có một lần nửa đêm tôi đi vệ sinh, phát hiện con trai lớn của tôi một mình đứng trong phòng khách không nhúc nhích. Gọi nó cũng không có phản ứng, thế là tôi chạy qua vỗ nó một cái. Nào ngờ con trai tôi nó đột nhiên cười với tôi một cái rồi đảo mắt ngất đi. Chuyện này đã làm tôi sợ hãi, kết quả là con trai lớn của tôi lại nằm trên đất ngủ thiếp đi. Tôi đành phải bế nó về phòng ngủ đợi hôm sau mới hỏi lại nó. Nhưng đến khi tôi đi hỏi lại, thì nó lại không nhớ gì cả. Chuyện này thật sự rất hiếm. Thiếu gia, đây có phải là bị quỷ ám rồi không? Lúc này anh trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. Ông chủ Ngụy, ngoài chuyện này ra còn xảy ra chuyện kỳ lạ khác không? Có chứ, tôi luôn cảm thấy căn biệt thự này vừa đến buổi tối là giống như có người lạ vậy. Luôn có tiếng động kỳ lạ. Tôi có một lần cũng là nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, thì nhìn thấy ở hành lang có một người đang đứng đó. Tôi cho rằng lại là con trai lớn Mộng Du, vì vậy đã chạy qua đó xem. Vừa nhìn đã dọa tôi suýt chết. Người đó trên gương mặt trống không, không có ngũ quan. Dọa tôi sợ đến bắt chân lên cổ chạy. Với lại từ sau khi ở trong căn biệt thự này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi ngày giống như dậy không nổi vậy. Có khi còn cảm thấy có người thổi hơi ở sau tai tôi. Nghe xong anh lập tức có chút nghi ngờ. Anh cảm thấy ông chủ Ngụy này giống như đang kể chuyện ma vậy. Lúc thì con trai lớn Mộng Du, lúc thì người vô diện. Cảm thấy không giống chuyện tâm linh. Lẽ nào trong ngôi nhà này có rất nhiều quỷ sao? Lúc này chú Hổ Tử hỏi. Thiếu gia, ông chủ Ngụy sẽ không xây nhà trên mồ mả của người ta chứ? Không đâu, vừa nãy tôi đã xem rồi. Đây chính là đất nền bình thường, cũng không thích hợp để làm âm trạch. Lúc này đột nhiên anh nghĩ ra gì đó hỏi. Ông chủ Ngụy, ông có từng đắc tội với người nào không? Không có, gần đây tôi rất lễ độ với người khác. Từ trước đến nay không đắc tội với ai. Vậy tôi có thể vào trong biệt thự xem không? Cái này không thành vấn đề. Tôi có thể đưa các anh đi vào. Nhưng tôi phải ở bên ngoài đợi các anh. Nơi này quá kỳ lạ tôi sợ. Tôi cũng đã dọn đi hơn 2 tháng rồi. Được, vậy chúng ta đi vào trước. Sau đó anh đi vào trong sân dưới sự dẫn dắt của ông chủ Ngụy. Nhưng khi anh nhìn thấy ngay khi anh sắp đi tới cổng, thì đột nhiên một bức tượng trâu bằng đồng ở trong sân đã thu hút anh. Tạo hình của nó rất đặc biệt. Thân mình nó cơ bắp mạnh mẽ, mở to đôi mắt nhìn, mang lại cảm giác lệ khí rất nặng. Lúc này anh đột nhiên cảm thấy một cơn bực dọc ập tới. Anh thấy vậy vội khống chế cảm xúc rồi quay sang hỏi ông chủ Ngụy. Ông chủ Ngụy, con trâu đồng này sao lại được đặt ở đây vậy? Cậu Ngô, cậu là thầy phong thủy, lẽ nào không biết tác dụng của trâu phong thủy sao? Đương nhiên là tôi biết tác dụng của trâu phong thủy, nhưng vấn đề là vị trí đặt con trâu này không hề hợp lý. Thường thì trâu phong thủy sẽ được đặt ở phòng làm việc hoặc phòng ngủ, để khích lệ bản thân nỗ lực hơn, không được đặt ở phòng khách hay là ngoài sân. Hơn nữa dáng của trâu phong thủy phải là dáng nằm, ngụ ý an tường và chiêu tài. Còn con trâu này của nhà ông nhìn cứ như con trâu điên, không chỉ không chiêu tài mà còn làm mất cân bằng. Nghĩ tới đây cậu hỏi ngược lại ông chủ Ngụy. Ông chủ Ngụy, con trâu phong thủy này là ông lấy được từ đâu vậy? Là một vị đại sư của tân môn chọn giúp tôi đó. Ông ấy nói khu vườn nhà tôi rất hợp để đặt một con trâu phong thủy, có thể chiêu tài chiêu phúc gia đình ấm êm. Tôi mới chi hơn 3 tỷ để thỉnh nó về. Ông chủ Ngụy, vậy ông tuổi con gì? Tôi tuổi Tuất, có vấn đề gì sao? Nghe tới đây tim anh giật thót một cái. Ông chủ Ngụy này đắc tội người ta rồi. Trong 12 con giáp thì trâu tính thổ, nên các tuổi tính thổ khác sẽ bị động với trâu. Tuổi Tuất chính là một ví dụ. Vậy nên chủ nhà tuổi Tuất thì không thể đặt trâu phong thủy. Anh lập tức nói với ông chủ Ngụy. Ông chủ Ngụy, con trâu phong thủy này của nhà ông quả thật có vấn đề. Đặt trâu phong thủy sẽ làm ông bị phá tài. Sao có thể vậy được? Tôi tiêu bao nhiêu là tiền, mời cả đại sư phong thủy tiếng tăm lẫy lừng. Ông chủ Ngụy, đại sư mà ông mời có nổi danh đến mấy thì cũng làm sao bì được với cậu chủ nhà tôi. Nếu ông ta làm tốt thì sao ông còn phải mời cậu chủ nhà tôi ra tay nữa chứ? Không dám giấu cậu, thật ra ban đầu đại sư kia cũng làm tốt lắm, nhưng chẳng được bao lâu, căn nhà này đã lộn tùng phèo cả lên. Nhưng ông ta là người mà vợ tôi nhờ người quen tìm hộ. Tôi cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể lén mời cậu tới xem hộ, xem là có chuyện gì. Anh nghe xong thì biết chuyện này cũng không hề đơn giản. Nhưng anh chỉ cầm tiền làm việc, không muốn quan tâm mấy chuyện này. Sau đó anh đi thẳng vào trong nhà. Vừa vào trong anh đã cảm thấy không gian có gì đó không ổn. Lập tức lấy la bàn ra kiểm tra, chỉ thấy kim của la bàn chỉ thẳng vào một chậu cây trong góc nhà. Anh lập tức nói với chú Hổ Tử. Chú Hổ Tử, chú rời chậu hoa kia ra xem thử. Ngay khi ông bê chậu hoa đi, anh lập tức nhìn thấy một miếng ngọc đen được đặt dưới đáy chậu hoa. Anh bèn cầm nó lên cảm nhận thử. Anh đã cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc phát ra từ bên trong. Đây là miếng ngọc của người chết, là loại người xưa dùng để đặt trong miệng lúc hạ táng. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể dùng để phong ấn ma quỷ, cũng đồng nghĩa rằng bên trong miếng ngọc này có ma quỷ.
Lúc này anh nhìn sang chú hộ tử rồi nói, chú hộ tử, chú gọi ông chủ Ngụy vào đây đi. Ông ta nhát gan thế có dám vào không? Chú cứ nói bây giờ bên ngoài có ma quỷ đi dạo, mình ông ta ở ngoài đó còn nguy hiểm hơn. Vào đây cháu còn có thể bảo vệ ông ta. Cậu chủ, sao lại cần ông ta vào vậy? Cháu muốn để ông ta tận mắt nhìn cháu bắt ma. Thứ này là chúng ta tìm được ở dưới chậu cây, nhưng ông ta không có nhìn thấy. Biết đâu ông ta lại bảo là chúng ta tự mang tới bỏ tiền ông ta thì sao? Ông ta từng bị lừa, nên chắc chắn không quá tin tưởng chúng ta đâu. Với lại nếu ông ta tận mắt nhìn thấy chúng ta bắt ma, thì chú có thể thoải mái chém giá ông ta rồi. Chú hộ tử nghe xong thì chạy vội ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã mang ông chủ Ngụy vào. Nhưng ông ta lại do dự nói, cậu Ngô, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sợ phải ở trong căn nhà này, sao cậu còn gọi tôi vào đây? Đương nhiên là để ông xem tôi bắt ma rồi, ông chủ Ngụy. Đây là thứ tôi vừa tìm được dưới đáy chậu hoa nhà ông. Đây chính là một nguyên nhân khiến nhà ông có ma. Mỗi nó, một miếng ngọc rẻ tiền. Cậu Ngô, đừng nói là cậu đang muốn lừa tôi nha. Ông chủ Ngụy, nếu ông đã không tin tôi, vậy thì tôi sẽ thả hồn ma bên trong miếng ngọc này ra cho ông xem. Nói xong anh ném mạnh miếng ngọc xuống đất, lập tức miếng ngọc vỡ ra, một luồng khói trắng bốc lên. Sau đó một ma nữ chui ra, vừa nhìn thấy anh là mắng, thứ khốn nạn ở đâu tới, lại dám phá hỏng nơi dung thân của bà đây. Anh vừa nghe vậy đã biến sắc, lập tức thả Vong Nhi ra. Đạo hành giữa ma nữ kia còn thua xa Vong Nhi, cô ta vừa nhìn thấy Vong Nhi thì im bặt, sau đó lại dùng giọng nói vô cùng hoảng hốt nói, pháp sư tha mạng, ban nãy tiểu nữ có gì đắc tội, xin pháp sư thủ hạ lưu tình mà tha cho. Lúc này ông chủ Ngụy nhìn thấy ma nữ thì đã sợ nhũn cả chi, vội trốn ra sau lưng anh không dám ló đầu ra. Sau đó anh nói với cô ta, tha cho cô cũng được, nhưng cô phải trả lời tôi mấy câu hỏi, là ai luyện hóa và phong ấn cô trong miếng ngọc đó? Người đó cũng là một pháp sư, nhưng tôi không biết tên. Trước đó ông ta nhốt tôi vào miếng ngọc này rồi mang tới đây, nhưng mà tôi chưa từng hại ai, chỉ là ở dưới đó lâu quá không được đầu thai, nên mới lẻn ra hút một chút dương khí để tăng đạo hạnh mà thôi. Anh thấy thái độ của ma nữ này khá tốt, còn chưa chờ hỏi đã ngoan ngoãn khai hết ra, nên nói với cô ta, nếu cô chưa từng hại người, vậy tôi tạm thời thu cô lại, tờ xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ siêu độ cho cô. Cô có đồng ý không? Đa tạ pháp sư, tiểu nữ tử vô cùng biết ơn. Thấy vậy anh lấy kiếm gỗ đào ra phất khẽ, ma nữ đó lập tức hóa thành khói trắng bị hút vào trong thân kiếm. Lúc này ông chủ Ngụy mặt xanh như tàu lá nói, cậu Ngô, vậy ý của ma nữ kia là đại sư phong thủy mà tôi mời kia dở trò sao? Đúng vậy, ông bị ông ta lừa rồi. Vậy mấy thứ ma cỏ trong biệt thự của tôi đã hết chưa? Chuyện này không đơn giản như ông nghĩ đâu. Chỗ của ông không chỉ có một con. Anh nói xong thì theo chỉ dẫn của la bàn đi tới trước một bức tranh, nhưng nhìn qua thì bức tranh này có vẻ không có vấn đề gì. Sau đó anh tháo bức tranh xuống. Ngay lúc ấy thì anh phát hiện phía sau của bức tranh có dán một tấm bùa, hơn nữa anh có thể cảm nhận được âm khí trên đó. Anh lập tức niệm chú và ném nó xuống đất, lập tức một làn sương bùng lên. Sau đó một con ma không có mặt chậm rãi xuất hiện. Nó vừa xuất hiện đã muốn nhào tới chỗ anh, nhưng sau khi nhìn thấy Vong Nhi bên cạnh anh thì sợ quá giạt vào trong góc nhà. Mà lúc này anh cũng không còn gì cần phải hỏi nữa. Sau khi cảm nhận được con ma không mặt này chưa từng hại người, anh lập tức thu nó vào trong kiếm gỗ đào, chờ mọi chuyện xong xuôi thì siêu độ cùng ma nữ hồi nãy luôn. Sau đó anh lại thu được một Vong Nhi trong phòng ngủ chính của ông ta. Ông ta nhìn thấy thì sợ tái cả mặt, nên cậu quay sang nói với ông ta, ông chủ Ngụy, cũng may ông không sống ở đây, nếu không ở đây có nhiều ma như vậy, không tới một tháng nhà ông đã chẳng còn ai sống nổi. Chuyện này cũng may nhờ có cậu Ngô, vốn vợ tôi còn không muốn dọn đi cơ, may mà tôi kiên trì, nếu không cả nhà tôi nguy mất. Ấy thời cơ cũng đã tới. Lúc này chú hộ tử nói, ông chủ Ngụy, chuyện này ban đầu chúng tôi cứ nghĩ chỉ là xem phong thủy đơn giản, không ngờ nhà ông còn có ma, cậu chủ nhà tôi vì chuyện này mà tiêu hao khá nhiều pháp lực. Cậu Ngô, xin cậu cứ yên tâm, cậu đã giúp tôi chuyện lớn như vậy, xong chuyện tôi sẽ gửi cậu 3 tỷ coi như cảm ơn. Ông chủ Ngụy khách sáo rồi, khoảng thời gian này ông cứ mở cửa sổ ra cho thoáng, sau đó chuyển tượng con trâu ngoài vườn đi, khoảng một tuần nữa là có thể dọn vào ở rồi. Nói xong anh và chú hổ tử đang định rời đi, nhưng đúng lúc này đột nhiên ông chủ Ngụy lại gọi anh lại. Cậu Ngô, tôi còn có chuyện này, hy vọng cậu có thể giúp tôi. Tay đại sư kia lừa của tôi nhiều tiền như vậy, còn bỏ mấy thứ đáng sợ kia trong nhà tôi xém thì bị ông ta hại chết. Cậu có thể giúp tôi ra tay trừng trị gã phong thủy sư của tân môn kia được không? Chuyện thù lao tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Anh nghe xong thì lại có chút do dự, mặc dù phong thủy sư của tân môn kia cũng không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng coi như có chút nghề. Nếu anh giúp ông chủ Ngụy, vậy đồng nghĩa là kết thù với người ta, vậy chẳng phải anh lại nhiều thêm một kẻ thù nữa sao? Ngay khi anh đang đắn đo, ông chủ Ngụy lại nói, cậu Ngô, cậu giúp tôi lần này đi, dù sao tôi cũng bị gã ta lừa bao nhiêu tiền như thế, cũng không tiếc gì 5-7 tỷ nữa, nhưng mà gã lại dùng thủ đoạn này lừa tôi,
thật sự là quá đáng ghét. Chú hổ tử vừa nghe thấy con số mấy tỷ thì lập tức vui vẻ nói, ông chủ Ngụy, vậy ông muốn đối phó phong thủy sư kia như nào? Ít nhất cũng phải khiến cho gã phải nôn hết chỗ tiền đã lừa tôi ra. Tốt nhất là làm gã tàn phế luôn, để gã khỏi làm cái nghề phong thủy này được luôn. Ôi chao, ông chủ Ngụy, đây là liên quan tới mạng người rồi. Chúng tôi cũng là phong thủy sư, nhưng tôn chỉ là dĩ hỏa vi quý. Ông chủ Ngụy à, làm không tốt chúng tôi cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Chuyện này chúng tôi phải suy nghĩ thêm đã. Nhưng đúng lúc này điện thoại của ông chủ Ngụy lại đổ chuông. Sau khi nghe máy, ông ta nói cho anh nghe một tin xấu. Con trai ông ta vậy mà lại phải đi cấp cứu rồi. Nghe tin, cả ba người vội vã chạy tới bệnh viện. Nhưng khi gặp vợ của ông ta ở hành lang bệnh viện, anh lại cảm thấy vợ ông ta có gì đó bất thường. Một con bò phong thủy đặt sai vị trí sẽ làm hại tính mạng của cả gia đình. Đây là sự đáng sợ của phong thủy. Vốn dĩ anh đến nhà ông chủ Ngụy xem phong thủy, lại phát hiện con bò phong thủy lớn ở trong biệt thự bị đặt sai. Con bò này xung khắc với tuổi của ông chủ Ngụy, sẽ mang đến tai họa đổ máu cho ông ta. Hơn nữa trong nhà còn bị đặt mấy thứ quỷ quái gây xui xẻo. Anh vừa thấy tình huống này, liền biết ông chủ Ngụy đã bị thầy phong thủy ở Tân Môn trước đây lừa rồi. Hoặc là gây thù với thầy phong thủy, bằng không sẽ không làm ra bố cục phong thủy hại người như vậy. Thấy vậy, anh hai ba chiêu đã giải quyết được mấy vấn đề phong thủy này. Nhưng đúng vào lúc này, ông chủ Ngụy lại nói con trai ông ta đột nhiên chảy máu mũi miệng bất tỉnh nhân sự, đã được đưa vào viện cấp cứu. Nghe những lời này anh cảm thấy dường như có chút kỳ quái. Con trai ông chủ Ngụy bỗng nhiên mũi miệng chảy máu, hình như có liên quan đến người sắp xếp bố cục phong thủy này. Bởi vì con trai lớn của ông ta trước đây cũng ở biệt thự này. Vậy thì mục đích của thầy phong thủy Tân Môn nói không chừng chính là con trai ông ta. Tiếp đó anh vội vàng nói, ông chủ Ngụy, tôi đi cùng ông, tôi cảm thấy con trai ông không đơn giản chỉ là chảy máu mũi miệng, có khả năng là chúng ta rồi. Vậy thì làm phiền cậu Ngô, chúng ta đến bệnh viện rồi nói. Rất nhanh ba người bọn họ đã đến bệnh viện bên đây. Khi bọn họ vội vã lao đến cửa phòng cấp cứu, ông chủ Ngụy nhanh chóng đi về phía một người phụ nữ xinh đẹp ở gần đó. Người phụ nữ khí chất không tồi, dáng người cũng rất tốt. Nhìn đến đây anh đại khái có thể đoán ra, đây chắc hẳn là vợ của ông chủ Ngụy. Nói thật, anh nhìn ông chủ Ngụy và người phụ nữ kia đứng với nhau, cảm thấy có chút lạc quẻ. Hơn nữa giác quan thứ 6 của người tu hành như anh cũng cảm thấy phong thủy của biệt thự và người phụ nữ này có liên quan. Dù gì thầy phong thủy Tân Môn cũng là cô ta giới thiệu cho chồng cô ta. Lúc này chú hộ tử liếc nhìn người phụ nữ kia cười nói, ông chủ Ngụy này tốt số thật đấy, tìm được người vợ đẹp như vậy. Người có tiền đúng là tốt, cậu xem vợ ông ta bảo dưỡng da rẻ trắng trẻo mịn màng. Nếu nói người phụ nữ này không ham tiền của ông ta thì cũng không tin, nhưng sau khi anh xem kỹ lưỡng tỉ mỉ dung mạo của cô ta, lại nói với chú hộ tử, chú hộ tử, chú không cần ngưỡng mộ, nếu chú muốn tìm cũng có thể. Nhưng tôi nhìn người phụ nữ kia gương mặt mê hoặc, gương mặt này không tốt đẹp gì cả, chính giữa trán là cung quan lộc. Nếu trán của phụ nữ nhô ra, sau khi kết hôn rất dễ áp chế tài vận và phát triển của chồng, nghiêm trọng hơn còn sẽ khắc chết ông chủ Ngụy. Thiếu gia cậu còn có nhiều kiến thức như vậy ư? Vậy thì tôi sao muốn tìm gì cho cậu, cậu phải giúp tôi xem kỹ đấy. Tuy nhiên trong lúc anh và chú hộ tử đang nói chuyện thì nghe thấy ông chủ Ngụy cùng người phụ nữ kia tranh cãi với nhau. Anh và chú hộ tử là đến xem kinh doanh phong thủy, cũng không tiện đến khuyên giải. Lúc này một bác sĩ đi đến chậm rãi nói, ai là cha mẹ của đứa trẻ, hiện tại tình hình rất không lạc quan, đứa trẻ này đột nhiên sốc xuất huyết cấp tính, chúng tôi đang truyền máu cho cháu, nếu không gắng gượng được đến sáng sớm ngày mai sợ rằng đứa trẻ này sẽ mất. Nghe những lời này, ông chủ Ngụy lập tức hoảng loạn vội vã đi đến phòng cấp cứu. Thấy vậy anh cũng đi theo, nhưng khi anh tiến vào phòng thì phát hiện nằm trên giường là một cậu bé khoảng 17 tuổi, các mặt tái nhợt đang truyền máu, mà từ trong hai tay, mắt, mũi, miệng của cậu ta máu vẫn không ngừng từ từ chảy ra. Anh vốn nghĩ con trai lớn của ông chủ Ngụy nhiều lắm cũng chỉ 7-8 tuổi, không ngờ lại lớn như kia, vợ ông ta nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, lấy đâu ra mà có con lớn như vậy. Sau đó anh lập tức mở thiên nhãn nhìn vào con trai của ông chủ Ngụy, lúc này liền thấy toàn thân cậu ta bao phủ một tầng âm khí dày đặc. Quả nhiên như anh dự đoán, con trai ông chủ Ngụy là bị người ta hãm hại, hơn nữa thủ đoạn này khá tàn độc. Tiếp đó anh đặt tay lên trán cậu ta cảm ứng một chút, chẳng mấy chốc đã nhận ra con trai lớn của ông chủ Ngụy bị người khác hạ huyết chú. Loại chú này thực ra không quá cao siêu, chỉ cần có bắt tự ngày sinh của nạn nhân, đồng thời lấy được lông tóc trên cơ thể người đó, thông qua một số loại tà thuật là có thể đạt được hiệu quả như này. Tuy nhiên huyết chú cũng phân thành rất nhiều loại, có loại bảy lỗ chảy máu, có loại rỉ máu ra từ mao mạch huyết quản, có loại có thể khiến nội tạng bị vỡ xuất huyết trực tiếp đi đời. Chỉ là tu vi của đối phương không cao siêu đến mức đó, huyết chú này chỉ làm bảy lỗ chảy máu nhưng cũng sẽ khiến người ta vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Sau đó anh chậm chậm đến gần ông chủ Ngụy nói, ông chủ Ngụy, tôi có thể cứu con trai ông bị người ta hạ huyết chú mới thành như vậy.
Ông chủ Ngụy nghe thấy vậy vội vàng quay đầu kích động hỏi anh. Cậu Ngô, cậu thật sự có thể cứu con trai tôi sao? Tôi có thể thử, nói đoạn anh bảo ông chủ Ngụy lừa bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Đó lấy ra từ trong gương long hổ mộ cây bút lông nhuộm chu sa và máu chó đen. Tiếp theo vẽ sau lưng cậu ta một bùa chú, sau đó lại dùng kiếm thắng tà cắt ngón tay của cậu ta. Dùng máu chảy ra từ ngón tay cậu ta, lại vẽ bùa chú phá tà lên một tờ giấy bùa vàng trống không. Sau khi vẽ bùa chú xong, anh trực tiếp đốt thành cho thả vào một cốc nước sạch khuấy lên một chút. Tiếp theo đổ cốc nước bùa vào trong miệng người kia. Ngay sau khi cậu ta uống hết cốc nước bùa, trên người con trai ông chủ Ngụy liền có làn khói trắng tỏa ra. Ông chủ Ngụy thấy con mình như thế, có chút giật mình vội vàng chạy đến hỏi, cậu Ngô con trai tôi sao vậy? Nó không sao chứ, tôi đã giúp cậu ta phá bỏ huyết chú, nghỉ ngơi vài ngày thì không sao rồi, mấy ngày này để cậu ta ở lại bệnh viện cho tốt. Nói xong anh đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng ngay khi anh vừa đi ra, thì thấy người phụ nữ kia đang ở bên cạnh đột nhiên trả lời điện thoại. Hơn nữa còn có chút cảnh giác nhìn anh và chú hổ tử, trong mắt còn mang theo thù địch. Anh ngay tức khắc có hơi ngây ngốc, anh cũng không đắc tội với cô ta, sao lại nhìn anh như vậy? Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra, lúc nãy anh giúp con trai ông chủ Ngụy phá bỏ huyết chú. Người hạ huyết chú kia nhất định sẽ cảm nhận được, anh ở bên này vừa phá bỏ huyết chú đi ra, vợ của ông chủ Ngụy lại gọi điện thoại, có khi nào là đang liên lạc với thầy phong thủy kia không? Trong lúc anh đang nghĩ về chuyện này, ông chủ Ngụy từ trong phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt trông nhẹ nhõm nói, cậu Ngô, thật sự rất cảm ơn cậu, khi nãy bác sĩ kiểm tra một chút, nói con trai tôi đã qua thời kỳ nguy hiểm, bảy lỗ cũng không chảy máu nữa. Ông chủ Ngụy đừng khách sáo, cầm tiền lại bỏ tai họa cũng là việc nên làm, nhưng tôi có chuyện muốn nói với ông, đừng nói với bất kỳ ai là đã mời tôi đến. Ngay cả vợ ông cũng đừng nói với bà ta tôi là ai. Tôi nghi ngờ con trai ông cũng là bị thầy phong thủy kia đụng tay đụng chân. Nếu không thì tôi không dễ đối phó với hắn ta, vì sao đến cả vợ tôi cũng không thể nói. Anh cũng không biết nói gì với ông chủ Ngụy, hiện giờ anh có lý do chính đáng để nghi ngờ. Trên đầu ông chủ Ngụy này có lẽ có cả một thảo nguyên xanh rộng lớn, nhưng bản thân ông ta lại hoàn toàn không biết gì. Bây giờ sự tình đã rất rõ ràng. Lúc trước ông chủ Ngụy từng nói, thầy phong thủy tân môn kia là vợ ông ta giới thiệu cho ông ta biết. Sau khi bọn họ quen biết, ông chủ Ngụy trực tiếp bị lừa mấy tỷ đồng. Bây giờ con trai lớn lại suýt chút nữa xuống suối vàng. Đoán rằng người tiếp theo xảy ra chuyện rất có thể là ông chủ Ngụy. Chỉ là hiện giờ anh vẫn chưa tìm ra chứng cứ, mọi thứ còn đang ở trong suy đoán. Sau đó anh lại nhìn ông ta rồi hỏi, ông chủ Ngụy tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông, con trai lớn kia của ông không phải do người vợ hiện tại sinh đúng không? Không phải, vợ trước của tôi bị bệnh qua đời rồi, con trai lớn là do vợ trước của tôi sinh, tôi còn có một con trai nhỏ, là tôi cùng với vợ hiện tại Trần Văn Kiều sinh. Nghe ông ta nói vậy anh đã chắc chắn, nếu Trần Văn Kiều liên kết với thầy phong thủy tân môn kia đối phó với ông ta, vậy thì hợp tình hợp lý, bởi con trai lớn của ông chủ Ngụy là vợ trước sinh. Chỉ cần tìm cách làm cậu ta chết, quyền thừa kế sẽ thuộc về Trần Văn Kiều cùng con trai cô ta. Sau đó lại tìm cách giết chết ông chủ Ngụy, vậy thì mọi thứ của ông chủ Ngụy đều sẽ là của Trần Văn Kiều. Tiếp đó anh cầm một lá bùa đưa cho ông chủ Ngụy nói, giai đoạn này ông cố gắng ít ra ngoài, đừng tiếp xúc với người lạ. Ngoài ra lá bùa này ông mang trên người để ở vị trí trên ngực, trừ lúc tắm ra, thời gian còn lại đều không được tháo xuống. Ông chủ Ngụy mặc dù hơi tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy lá bùa đặt lên người. Anh đang ở bên này nói chuyện với ông chủ Ngụy, lúc này Trần Văn Kiều kia đi qua phía anh, ông dương quái khí hỏi, lão Ngụy đây là ai thế, anh cũng không giới thiệu với em. Ông chủ Ngụy ngây ra một lúc sau đó cười nói, anh bạn này tên Lý Thiên, làm kinh doanh, là bạn anh ông chủ Giang giới thiệu anh làm quen. Nghe thấy những lời này anh liền an tâm, thật sự sợ ông chủ Ngụy buột miệng nói ra vậy thì phiền phức rồi. Mà Trần Văn Kiều này nhìn là biết chính là qua đây dò hỏi gốc gác của tôi, đoán chừng là do thầy phong thủy kia sắp xếp. Sau đó trong lúc Trần Văn Kiều đang nói chuyện với ông chủ Ngụy, anh lén thả Mị Linh từ ấn thiên cương ra, bảo Mị Linh nhập vào cơ thể Trần Văn Kiều. Nhưng Mị Linh không kiểm soát được ý thức và hành động của Trần Văn Kiều, chỉ ở cùng trên cơ thể cô ta. Một lúc sau Trần Văn Kiều nói chuyện xong thì rời đi. Sau đó anh tạm biệt ông chủ Ngụy quay về tứ hợp viện. Vì Mị Linh và ấn thiên cương có cảm ứng, anh có thể biết được vị trí của Trần Văn Kiều. Mấy ngày này Trần Văn Kiều nhất định sẽ liên hệ với thầy phong thủy tân môn, đến lúc đó tới bắt gian. Ông chủ Ngụy cũng đã nói, chỉ cần anh giải quyết được thầy phong thủy tân môn kia sẽ đưa anh thêm tiền. Công việc 900 triệu thoáng cái biến thành vài tỷ đồng, vậy chẳng phải cực kỳ sung sướng hay sao? Qua 2 ngày sau, Lị Linh bất ngờ liên lạc với anh, nói rằng Trần Văn Kiều để con trai lại tự đi ra ngoài. Nhận được thông tin anh cùng chú hộ tử cũng đi theo. Nhưng khiến anh bất ngờ đó là, nơi Trần Văn Kiều đến lại là một quán ăn. Thông qua Mị Linh anh biết được Trần Văn Kiều đã đặt một phòng riêng, đi một mình lại chọn rất nhiều món. Anh cũng đi vào quán ăn đó, đặt một phòng riêng ngay sát Trần Văn Kiều. Đúng vào lúc này Mị Linh liên lạc khẩn cấp với anh,
nói có người đến rồi. Anh lập tức bấm ngón tay đổi góc nhìn của mình thành góc nhìn của Mỹ Linh. Lúc này liền thấy một người mặc áo choàng đen đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đi đến phòng riêng của Trần Văn Kiều. Đồng thời vô cùng cảnh giác đóng cửa phòng lại, mà Trần Văn Kiều vừa nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, có chút kích động trực tiếp nhào về phía người kia. Tiếp đó người đàn ông cởi mũ ôm ấp Trần Văn Kiều một hồi. Sau đó là cảnh tượng không phù hợp với trẻ em. Chỗ này lược bớt 10 vạn 8 ngàn chữ, sẽ không mô tả chi tiết, sợ bạn chịu không nổi chảy máu mũi. Mãi đến 1 giờ sau bọn họ mới chậm rãi mặc lại quần áo hẳn hoi. Đến lúc này anh mới thông qua Mỹ Linh từ từ nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Ngay lập tức mặt anh biến thành vẻ kinh ngạc, Tây Phong Thủy Hại người kia vậy mà lại là hắn ta. Có thể bạn từng thấy phiên bản hiện thực Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Còn Ngô Kiệt không chỉ thấy được, còn vô tình bắt gặp hiện trường cả hai chiến đấu kịch liệt. Khi anh nghi ngờ Trần Văn Kiều có vấn đề, đang định điều tra kỹ về cô ta nhờ vào thủ đoạn của Mỹ Linh. Ai ngờ giữa ban ngày ban mặt, Trần Văn Kiều lại mây mưa trong khách sạn với một người đàn ông, làm Ngô Kiệt sốc đến độ suýt chảy máu mũi. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là người đàn ông kia chính là Lý Đào, thầy phong thủy tả có thủ với anh. Ban đầu để giành chuyện làm ăn về phong thủy, Lý Đào đào hố suýt hại chết Châu đại sư, không ngờ lại gặp ông ta ở đây, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Đúng lúc này Trần Văn Kiều tỏ vẻ ngượng ngùng nói: "Anh Đào, anh giỏi quá đi mất. Cô em chỉ cần giết chết chồng và con trai cả của em, sau này ngày nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi. Anh hứa sẽ làm em sướng đến dục tử dục tiên. Nhưng rốt cuộc Ngụy Tử Kiệt chồng em mời ai đến thế? Lại phá được chú huyết anh hạ cho con trai cả của em. Hôm ấy em có hỏi tên họ Ngụy kia, gã thanh niên kia tên Lý Thiên, ở trong phòng cấp cứu cùng với Ngụy Tử Kiệt tầm mười mấy phút rồi đi ra. Sau đó con trai cả của anh ta qua khỏi cơn nguy kịch. Tên Lý Thiên kia là anh chàng trắng trẻo, không ngờ lại có chút bản lĩnh. Anh Đào, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chờ con trai cả của anh ta xuất viện, em hãy nghĩ cách lấy một ít tóc cho anh. Tốt nhất là tìm mấy cái áo lót mà ngày thường cậu ta mặc rồi nhưng chưa giặt. Lần này anh sẽ khiến cậu ta toi mạng sớm chút. Đợi con trai cả của tên họ Ngụy kia chết rồi, anh sẽ thả một ác quỷ bám lên người anh ta rồi bắt anh ta nhảy lầu. Đến lúc đó người khác chỉ tưởng là Ngụy Tử Kiệt kia không chịu nổi nỗi đau mất con nên tự sát. Như thế em có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia sản rồi. Nghe xong những gì Lý Đào kia nói, Ngô Kiệt chợt tức đến nghiến răng. Hai người này đúng là ác độc, lại muốn giết người chiếm đoạt tài sản. Nếu không phải dạy dỗ đôi mèo mả gà đồng này một chút thì quá có lỗi với bản lĩnh học hành của anh. Khi Ngô Kiệt đang định rút khỏi góc nhìn của Mỹ Linh, lúc này hai người Trần Văn Kiều lại quấn lấy nhau, hơn nữa còn kịch liệt hơn lần trước. Thấy thế Ngô Kiệt không kìm được lại xem thêm nửa tiếng nữa, nhưng lại bị Mỹ Linh liếc mắt mạnh mẽ đá trở về. Cô ta bảo anh mau làm chuyện chính, thế là anh chỉ đành rút thần hồn lại đi tìm chú Hổ Tử. Chú Hổ Tử vừa thấy anh bèn hỏi: "Cậu chủ, có chuyện gì thế? Có phải vợ ông chủ Ngụy tìm thằng khác không?" "Đúng thế, hơn nữa còn tìm Lý Đào trước kia. Tôi trông thấy nhờ Mỹ Linh, hai người vừa gặp đã lau súng cướp cò. Cảnh tượng đó quả là kích thích, nếu không phải tôi dồi dào tinh lực, chắc chảy sạch máu mũi. Cậu chủ, cậu cũng để tôi xem thử học tập chút chứ." "Chú thì thôi đi, Mỹ Linh đã đuổi tôi ra rồi, nào sẽ cho chú xem chứ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ xem làm thế nào đi." Nói xong anh bảo chú Hộ Tử đưa mình về tứ hợp viện. Lúc này anh đã kế sách đối phó với âm mưu của đám Trần Văn Kiều. Nhưng điều anh đau đầu là phải kể chuyện này thế nào với ông chủ Ngụy. Ngô Kiệt có thể nhìn ra ông chủ Ngụy rất yêu Trần Văn Kiều. Nếu ông ấy biết vợ cắm mấy cái sừng cho mình, hơn nữa còn hại ông ấy nhằm chiếm lấy gia sản, chắc ông chủ Ngụy tuyệt vọng cỡ nào. Nghĩ đến đây anh quyết định tạm thời giấu ông ấy, đợi lúc thích hợp lại vạch trần Trần Văn Kiều kia. Thế là anh giấu chuyện của cô ta, chỉ nói với ông chủ Ngụy rằng bảo khi nào con trai ông ấy xuất viện thì liên lạc với anh ngay. Anh có cách đối phó với thầy phong thủy tà môn kia. Mấy ngày sau ông chủ Ngụy gọi điện cho Ngô Kiệt. Lúc đó anh bảo ông chủ Ngụy chuẩn bị một chỗ có thể ẩn náu trong nhà ông ấy cho mình, hơn nữa còn nhấn mạnh không được để bất cứ ai biết, nhất là Trần Văn Kiều. Khi ông chủ Ngụy hơi khó hiểu với mấy yêu cầu của anh nhưng vẫn đồng ý. Sau đó Ngô Kiệt và chú Hộ Tử đến thẳng biệt thự nhà ông ấy. Mấy hôm nay qua Mỹ Linh bám lên người Trần Văn Kiều, anh đã biết được kế hoạch hành động của đôi mèo mả gà đồng kia. Lý Đào sẽ nguyền rủa cho con trai của ông chủ Ngụy qua rối gỗ vào tối nay. Hơn nữa loại nguyền rủa này đã rất cổ lỗ sĩ, chỉ là buộc tóc lên người rối gỗ, sau đó lại dán sinh thần bát tự rồi thi triển bí pháp, là có thể thông qua rối gỗ kia điều khiển ký chủ. Một khi bị tà pháp khống chế, con trai của ông chủ Ngụy sẽ bị người ta nắm thóp như thịt cá trên thớt. Đúng lúc này Ngô Kiệt cảm nhận được ấn thiên cương dao động. Tiếp theo anh nghe thấy Mỹ Linh nói Trần Văn Kiều lén gọi điện cho Lý Đào, chắc sắp hành động rồi, anh cẩn thận một chút. Nói xong Mỹ Linh lập tức yên tĩnh. Thấy thế Ngô Kiệt bắt đầu chuẩn bị đánh trả. Lúc thi pháp chú thuật này sẽ có một điều kiện bắt buộc, đó chính là người thi pháp không thể cách người bị hại quá xa, nếu không hiệu quả sẽ giảm mạnh.
cho nên lúc này Lý Đào chắc chắn phải ở gần biệt thự này. Anh có thể nhân lúc ông ta thi pháp đến thời điểm mấu chốt mà cắt ngang. Như vậy sẽ gây ra lực phản vệ rất mạnh đối với kẻ thi pháp. Dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Thế là anh bảo chú hộ tử bố trí một pháp đàn đơn giản trong phòng. Ngoài ra còn cắm thêm mấy lá cờ lệnh trong phòng. Lúc này, Mị Linh bên kia lại đưa tin, nói Lý Đào sắp bắt đầu thi pháp rồi. Thấy thế, anh cầm kiếm gỗ đào đi đến trước mặt pháp đàn, bắt đầy bày trận chờ đợi. Không lâu sau, ông chủ Mị gọi điện đến hỏi, cậu chủ Ngô, cậu ở đâu? Con trai tôi xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy nó đột nhiên hét to, miệng sùi bọt trắng. Như thể bị điên vậy, cậu mau đến đây xem đi. Ông cứ mặc kệ, đứng bên cạnh xem là được. 5 phút sau, con trai ông sẽ trở lại bình thường. Đến lúc đó, ông cắt ngón giữa ở hai tay của cậu ấy, nặn ra 10 giọt máu. Được cậu chủ Ngô, nói xong, Ngô Kiệt cúp máy. Sau đó, anh lại bảo Mị Linh thoát ra khỏi cơ thể của Trần Văn Kiều. Đi tới chỗ Lý Đào thi pháp, anh cầm kiếm gỗ đào lên rồi bắt đầu bước đầu cương, niệm chú ngữ. Rất nhanh giữa các đồ vật toát ra một khí tức mạnh mẽ. Không lâu sau, Mị Linh đã vào bên trong một căn biệt thự. Anh nhìn thấy Lý Đào cũng đang bày pháp đàn qua đôi mắt của Mị Linh. Chỉ thấy ông ta cầm một con rối gỗ trong tay, tay còn lại không ngừng đánh vào ngực nó. Chiêu này độc ác thật đấy, có thể khiến nội tạng của con trai cả ông chủ Ngụy bị tổn thương, nhưng sẽ không để lại miệng vết thương. Dẫu có người nghi ngờ ai đó hại cậu ta thì cũng rất khó điều tra ra. Thấy thế, Ngô Kiệt vội tăng thêm pháp lực, lập tức một niệm lực tinh thần mạnh mẽ tấn công về phía Lý Đào, làm Lý Đào kia tức khắc dừng động tác thi pháp. Lúc này ông ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của anh, hơi sợ hãi nói, ai, là đứa nào đang đối phó tao? Nhưng vì thế công của Ngô Kiệt ngày càng ghê gớm, thế nên ông ta thay đổi chú ngữ định tách không đấu pháp với anh. Nhưng tu vi của Lý Đào vẫn thua xa Ngô Kiệt. Đấu một lát, Lý Đào há miệng phun một ngụm máu tươi. Lúc Ngô Kiệt tưởng rằng sắp thành công, lúc này Lý Đào đột nhiên lấy một con dao ngắn ra rạch lòng bàn tay mình. Sau đó ông ta lại vẽ một huyết phù lên ngực mình. Bỗng chốc một luồng sức mạnh cực kỳ tà ác ập về phía anh. Anh biết có lẽ Lý Đào muốn cá chết rách lưới. Ngô Kiệt vội hai tay kết ấn, bắt đầu niệm quyết đấu mẫu huyền linh mật chú. Thái huyền tam nhất giữ chân hình, ngũ tạng thần quần cầu phù hộ bình an. Ngay sau đó, sau lưng Ngô Kiệt xuất hiện một đạo chú ấn. Anh lập tức cảm nhận được áp lực trên người giảm đi nhiều. Tiếp theo, anh lại lấy ấn tiên cương ra đặt vào giữa mấy lá cờ lệnh. Rồi ngồi khoanh chân, miệng vẫn đọc chú ngữ. Nhưng anh không biết Lý Đào dùng máu hiến tế mượn sức mạnh tà ác ở đâu ra. Muốn lấy này áp chế anh, có điều Ngô Kiệt cũng có thể mượn sức. Hơn nữa, anh mượn sức mạnh của thiên địa ngũ hành. Khi anh đặt tay lên ấn thiên cương, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn vào cơ thể anh thông qua ấn thiên cương. Anh lập tức sử dụng tinh thần lực trong đầu. Lý Đào bỗng phun máu tươi ngã luôn lên đất. Ấy thế, anh thở phào nhẹ nhõm thu ấn thiên cương lại. Lúc này chú hổ tử dè dặt nói, cậu chủ, đã giải quyết xong chưa? Thằng ôn đó tèo chưa? Chưa tèo đâu, vẫn đang thoi thóp. Chúng ta qua đó xem thử đi. Sau khi ra cửa, Ngô Kiệt gọi điện nói với ông chủ Ngụy. Ông chủ Ngụy, có người thi triển tà pháp với con trai ông, nhưng tôi đã xử lý rồi. Bây giờ ông dẫn vợ ông ra ngoài, chúng ta gặp ở cửa biệt thự nhà ông. Cậu chủ ngu tối thế rồi còn đi đâu nữa? Sao lại gọi cả vợ tôi thế? Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời tôi là được rồi. Thôi được rồi, chúng tôi tới ngay đây. Cúp máy xong, tâm trạng Ngô Kiệt bắt đầu trở nên hơi nặng nề. Tiếp theo anh phải nói rõ chân tướng cho ông chủ Ngụy. Không rõ ông chủ Ngụy biết được sự thật xong sẽ như thế nào, nhưng chuyện này nhất định phải nói. Nếu không, với lòng dạ ác độc của con ả Trần Văn Kiều kia, sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội hại chết ông ấy. Không lâu sau, anh và ông chủ Ngụy đã gặp nhau. Mà lúc này anh thấy vẻ mặt Trần Văn Kiều đầy chột dạ. Nhưng Ngô Kiệt mặc kệ cô ta, dẫn thẳng ông chủ Ngụy đi vào biệt thự Lý Đào đang ở. Nhưng khi họ đi vào căn biệt thự kia, thì trông thấy một người toàn thân đẫm máu ngã ở giữa phòng khách lộn xộn. Thấy thế, Ngô Kiệt bước lên trước cười nói, Lý Đào, có còn nhớ tôi không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hóa ra là cậu, là tôi, không ngờ ông lại rơi vào trong tay tôi. Lần trước gặp mặt tôi đã nói rồi, chỉ cần ông rơi vào tay tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ lấy mạng ông. Khi Ngô Kiệt nói ra câu này, Trần Văn Kiều vẫn luôn đứng bên cạnh đã không chịu nổi nữa. Cô ta đẩy anh ra rồi nhào thẳng tới chỗ Lý Đào nói, anh Đào, anh bị sao thế? Mà ông chủ Ngụy ở bên cạnh ngốc lặng khi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Ông ấy không dám tin nhìn Trần Văn Kiều, nửa ngày chưa thốt được lên lời. Nhưng đúng lúc này, lại xảy ra cảnh kịch tính.